Em hỏi hàng bãi thao máy, xin chào tất cả các bác nhé. Hôm nay thì em có săn được một số cái mặt hàng linh kiện thao máy. Em tiếp tục chào bán cho các bác. Các bác có thể lướt qua một vòng xem yêu quý thích được mặt hàng nào thì có thể liên hệ em qua số điện thoại là 035 373 0000 các bác nhé. Đây, rất là nhiều những cái linh kiện. Cánh cửa, đấy, quạt, bơm, ke góc, đèn, áp, lọc nguồn các kiểu các bác nhé. Bình hơi, tấm nhôm. Các bác đang theo dõi video thì cho em xin một like, một đăng ký kênh để ủng hộ. Cảm ơn tất cả các bác rất là nhiều. Hôm nay thì em về thêm được một ít cái tay nắm cửa nhôm các bác này. Những cái tay nắm cửa này làm bằng nhôm đúc nguyên khối các bác nhé. Nó đúc nguyên khối này. Đây, nó làm những cái ngấn như này để cho vừa những ngón tay như này nữa các bác này. Đấy. Kích thước chiều dài của nó là 11,6 cm này. Chiều rộng ở đây là 1,8 này. 1,8 này. Chiều cao ở đây sẽ là 3 cm nhé. Có hai cái lỗ ở đây, các bác chỉ việc về bắt con ốc vào trong là được thôi. Đấy. 100.000 đồng 6 cái mã T1 cho các bác nhé. Tiếp theo là mã T2 này, em về được một cái cụm chia hơi chia khí như này. Giá là 260.000 đồng các bác nhé. Đấy. 260.000 đồng cái cụm chia hơi gồm 6 cái vị trí chia này. Đấy. Một cái vị trí ấy đầu vào các bác nhé. Tất cả đều là bằng inox. Đấy. Mã T2 260.000 đồng nhé các bác nhé. 260.000 đồng cái này. Cái này là mã T3 này, các loại này có 4 cái vị trí chia thôi. Có hai cái đầu bịt ở đây. Cái vị trí chia này nó đang bị lỗi một chút này. Đây. Giá là 240.000 đồng các bác nhé. Mã T3 này. Đây. Mã T3 những cái chia hơi, chia ống này. Tiếp theo là mã T4 này. Ở đây thì em có những cái cục lắc. Cái này thì em cũng không biết là nó tác dụng làm gì đâu. Nhưng mà thấy nó rất là hay nhá. Về rất được rất là nhiều việc. Đây. Đấy, giá 60.000 đồng một cái nha các bác nhé. 60.000 đồng một cái. Đấy, mã T4 này. Đấy. Kích thước chiều dài của nó là 13 cm các bác nhé. Còn ở bên hông là sẽ có một cái gối bi. À, cái bạc đạn nó sẽ xoay được như thế này này. Đấy. Mỗi bên mỗi cái, 3 cái ở đây này. Mã T4 60.000 đồng một cái nha các bác nhé. Tiếp theo là mã T5 này, em có những cái tay sách của Bujong nhé. Bujong thì hãng của Hàn Quốc chuyên làm tay sách rồi là các kiểu về cửa nhé, bản lề các kiểu các bác nhé. Sẽ có 4 cái lỗ ở đây thì các bác có thể siết ốc vào được này. À, kích thước của nó sẽ là 11,2 này, chiều rộng là 7 cm các bác nhé. Giá là 50.000 đồng một cái, con này thì được làm bằng nhôm các bác nhé. À, nhôm hợp kim và được mạ một cái lớp bong bóng như thế này này. Đấy, giá là 50.000 đồng một cái mã T5 nhé. Đấy, em có 12 cái thôi. Tiếp theo là mã T6 nha, em có 2 4 6 8 10 cái đai ô bằng thép này. 10 cái đai ô bằng thép này. À, cái chỗ này là cái chốt cố định thôi. Còn chỗ đây là hai cái vị trí để siết cái đai ôm trục ở đây. Các bác ôm trục hoặc đôi ôm cái gì cũng được các bác nhé. À, các bác ôm cái trục nhỏ nhất nó sẽ là 24 nhé. Vì dưới 24 thì nó sẽ là không khít được cái này nữa. Đấy. Đường kính của cái lỗ này là 24mm thì thường thì các bác sẽ ôm cái trục 25 là ok nhất các bác nhé. Đấy, 100.000 đồng. Đấy, mã T6 có ra có 10 cái ở đây này, em có 10 cái ở dưới nhá. Nó là được làm bằng thép các bác nhé. Đấy. Đây, hàng tháo máy đấy, nó rất là chất lượng nhá, nó có khắc những cái số ở trên này này, các bác hãy nhìn thấy này. Đấy, nó sẽ khắc những cái số ở trên này này. Đấy. Mã T6 combo là 100.000 đồng các bác nhé. Tiếp theo là mã T7 này, em có những cái giảm chấn này, giảm chấn rất là to các bác nhé. Đấy, giảm chấn cực to luôn. Đấy, đây.
siêu to cho các bác về chế cháo nha các bác nhé. Kích thước chiều dài của nó tận là 17 cm này, 17 cm. Đường kính của giảm chấn này là 3,5 cm các bác nhé. Giá là 120.000 đồng một cái nhé. Em có một bộ 4 cái cho các bác này, em có một bộ 4 cái ở đây nhé. Mã T7 120k một cái giảm chấn nhé, có lẽ cho các bác đấy. Tiếp theo là mã T8 nhé. Mã T8 có giá là 200.000 đồng 4 cái ổ cắm như này. Đấy. 4 cái ổ cắm này hàng tháo máy của Hàn Quốc các bác nhé. Ổ cắm này cắm được rất là nhiều chân. Đấy. Loại này thì nó sẽ là cắm được chỉ là chân tròn thôi các bác này. Cái loại vuông thì cắm được nhiều chân hơn. Ở đây thì nó sẽ có 3 cái chân tròn, một cái chân vuông nhé các bác nhé. Đây. Ở đây có 2 cái chân tròn nữa. Đây là 3 cái chân tròn, một cái chân vuông này. Đấy, giá là 200.000 đồng 4 cái mã T8 các bác nhé. Tiếp theo là những cái lọc nhiễu, lọc nhiễu TDK của Nhật Bản các bác nhé. Lọc nhiễu TDK của Nhật 50.000 đồng 4 cái cho các bác này. À, 50.000 đồng 4 cái nhé. À, kích thước chiều dài những con lọc nhiễu này, con lõi ferrit nhé. Chiều dài là 3 cm này. Đường kính của nó là chiều dài là 3,5 cm chứ. Và đường kính của nó là 3 cm các bác nhé, 3 cm này. Cái đường kính lỗ là 13 mm nhé. Này, 13 mm. Hàng TDK của Nhật nhé. Ở đây thì có những cái thông số đầy đủ nhé. Đường kính đầu ra đầu vào ở đây các bác nhé. Đấy, 50.000 đồng 4 cái lọc nhiễu của TDK này. Tiếp theo là mã T9 này. Em có một cái cụm chia hơi, chia hơi cụm hít, nó như kiểu là cụm hít chân không đấy các bác nhé. Đấy, nhưng mà cụm này là cụm của SMC mới nguyên. Đấy, nên mà họ chưa lắp ráp cái gì lên trên cả. Đây, linh kiện các kiểu, giòn giếc các kiểu đang còn nằm ở đây này. Đấy, nó là một cụm mới nguyên các bác nhé. Đấy, giá là 50.000 đồng, mã T9 nhé. Hàng của SMC, Make in Japan. Đấy. Tiếp theo là mã T10 này, có giá là 140.000 đồng 8 cái cục cách điện tháo trên những cái tủ điện cao thế này các bác này. Em tháo trên những cái tủ điện cao thế này nhé. Đấy, nó để cách ly những cái thanh thanh cầu đấu, thanh đồng to tướng ấy. Đấy, bên trên và bên dưới nhé. Cái này thì được làm bằng nhựa, còn những cái chốt này vẫn là bằng đồng này, để dẫn điện vẫn là tốt này. À, hai chốt này thì không thông với nhau đâu nha các bác nhé, nó vẫn để cách trực điện đấy. Chiều dài của nó sẽ là 5 cm này và đường kính của nó sẽ là 4 cm, cái phần to nhất nhé, còn cái phần nhỏ nhỏ ở đây thì nó chỉ là 3 thôi. Đây. Cái phần viền dày này nó là 4, còn cái phần viền nhỏ là 3 cm nhé. À, combo 8 cái là 140.000 đồng mã T10 cho các bác nhé. Tiếp theo là mã T11 này. Đấy, mã T11 em có hai cái cụm vít me như này. Đấy, hai cụm vít me như này. Đấy, vẫn có trục trượt ở đây nhá. Đấy, còn cái bạc đạn hai đầu thì nó chỉ có một bên như này thôi, một có một cái này thôi. Đấy. Giá là 140.000 đồng hai cái này các bác nhá. Kích thước chiều dài của nó sẽ là khoảng 24 cm nhá. Hai cái thì kích thước như nhau các bác nhá. Đây. Hai cái kích thước như nhau, 23-24 cm. Con này là bước 5 và hành trình của nó đi được khoảng là bên này là 6 và bên này là 6 là 12 cm các bác nhé. Bước 5 hành trình 12 cm. Mã T11 có giá là 140.000 đồng hai cụm vít me như thế này. Đấy. Tiếp theo là mã T12 nhé. Em về được một cái ke góc như mọi hôm này. Ke rất là to nha, ở giữa đây có ba cái ke, ba cái góc để tránh nó bị cong các bác. Đấy. Độ dày của nó vẫn là 5 mm nhá, 4 mm chứ. Đấy, độ dày là 4 mm các bác nhá. Đấy, đây. Cái mặt này này, cái mặt rộng này này, nó sẽ là 40 cm này. Đấy, các bạn rộng là 40 cm này. Một chiều này nó sẽ là 30 này. Và chiều này sẽ là 19 các bác nhé. Ở cái mặt này các bác có thể bắt vào tường sẽ có 5 cái lỗ này, 1, 2, 3, 4, 5 cái lỗ này. Đấy, lỗ này rất là to, các bác có thể bắt thoải mái nhé. Đây, 5 cái lỗ này này, 2, 3, 4, 5, các bác chỉ cần bắt 2 lỗ thôi là rất là chắc chắn rồi nhé. Vì cái bản này rất là khá là to. Mặt trên này này,
Mặt trên các bác có thể kê những cái thiết bị như loa, đài, tivi các kiểu nhá. Để những cái đồng hồ lớn vẫn ok các bác nhá, vì nó rất là dày và có cái ke này, ba cái ke này nó chịu lực nữa rồi này. Ba cái ke góc vuông này nó chịu lực nữa, rất là chắc chắn nhá. Ở đây thì các bác có thể luồn dây điện xuống dưới. Đấy, luồn dây điện xuống dưới và sang bên hông nhá. Đây. Các bác thấy không? Luồn dây điện xuống dưới này sang bên hông, vì ở đây nó có lỗ này. Nó có lỗ đây nữa này, các bác luồn xuống dưới này, các bác luồn qua đây đi sang bên hông, rất là đẹp nhá. Đấy, vẫn giá như cũ thôi, 650.000 đồng cái này cho các bác nhá. Em về được một cái này. Mã T12 các bác nhá, 650.000 đồng. Tiếp theo là mã T13 này có giá là 280.000 đồng một bộ, 4 cái con tì con lắc như thế này. Đấy, đế được làm bằng thép nhá, đế được làm bằng thép, rất là chắc chắn luôn. Đấy, nó kèm theo là một cái mặt này, kèm theo là một cái mặt đè đế nhá, đây. Còn dấu nguyên của nó các bác nhá, còn nguyên zin các bác nhá, đây, kèm theo một cái mặt như thế này. Đấy. Giá là 280.000 đồng một bộ 4 cái các bác nhá. Một bộ 4 cái là 280.000 đồng, mã T13 các bác nhá. Mã T13 nhá. Tiếp theo là mã T14 có giá là 100.000 đồng, 100.000 đồng 8 cái miếng nhôm. 8 cái miếng nhôm như thế này. Kích thước chiều dài của nó sẽ là 12 này, chiều rộng là 5,6 này và độ dày là 8 mm nhé. Mã T14 này có giá là 100.000 đồng 8 miếng cho các bác. Ở trên thì nó có những cái lỗ ở đây đã được thiết kế sẵn để sử dụng trong nhà máy các bác nhé. Mã T14 nhé. Tiếp theo là mã T15 này có giá là 190.000 đồng 190.000 đồng một cái tấm nhôm. Đấy. Tấm nhôm kích thước chiều dài ở đây là 31,5 cm này, chiều rộng ở đây sẽ là 17,2 này, 17,7 này và độ dày ở đây là 1,2 cm nhé. Ở bên viền này sẽ có vài cái lỗ này các bác nhé. Ở trên mặt tấm nhôm thì cũng sẽ có một cái vài cái lỗ đã được ấy sẵn ở đây các bác nhé, đã được khoan sẵn để sử dụng trên nhà máy đấy. 190.000 đồng một tấm này cho các bác nhé. Mặt T15. Tiếp theo là mã T16 này, em có những cái miếng nhôm. Miếng nhôm đúc nguyên khối và góc vuông như thế này này, vuông đét luôn các bác nhá. Các bác về làm những cái ke góc vuông này hoặc là làm những cái gá bắt động cơ này, ở đây thì có những cái lỗ tròn để bắt những cái động cơ các bác nhá. Kích thước chiều dài ở đây là 7 cm này. Chiều cao ở đây sẽ là chiều này là 7,8 nhá. 7,8 này và chiều phần đế này là 4,2 cm. Giá là 100.000 đồng 5 cái cho các bác nhá. Mã T16 này. Tiếp theo thì em có những cái tay sách bằng inox này. Đấy, tay sách bằng inox nhé. Đấy, hàng gia công rất là ok luôn, hàng của Thao Máy của nước ngoài. Chiều dài ở đây sẽ là 10 cm này, cái phần rộng này nó sẽ là 5,5 này. Hình như có cái nhỏ hơn các bác nhé, có cái nhỏ hơn này, đây, và cái này nó nhỏ hơn nữa các bác nhé. Cái này nó dài 10, còn cái rộng này nó nhỏ hơn này các bác này, nó chỉ có là 4,5 thôi nhé. Đấy, có mỗi cái này đặc biệt nó to hơn, còn lại là cái này nhỏ hơn nhé, 4,5 các bác nhé. Đây, nó cũng chỉ là dùng một cái kết cấu rất là đơn giản, nó dùng cái máy nó cắt một cái bán như này này, xong họ dập cái sống như này thôi, họ dùng vào máy họ dập sống này và thêm uốn thêm một cái thanh inox như này nữa và hàn tích mấy điểm vào đây thôi là nó thành cái tay sách các bác nhá. Các bác có thể về tự chế cũng được những cái tay sách như thế này, nhưng mà công đi cắt và công đi dập nó khá là nhiều tiền đấy các bác. Đấy, 60.000 đồng một cái các bác nhá. Đây, mã tay sách bằng inox. Tiếp theo là mã T17 này có giá là 100.000 đồng một cái này. Ở đây thì em có một cái này gọi là tiêu âm giảm tiếng ồn nhá. 0.1 MPA của SMC Mic in Japan này. Đấy, 100.000 đồng cái này, có 4 cái đầu khí này, 4 cái đầu kết nối nhanh ở đây các bác nhá. Đấy, có đai bắt vào vị trí, ví dụ bắt vào tường hoặc bắt vào máy móc thiết bị các bác nhá. Kích thước chiều dài ở đây là 17 cm này. Đường kính của cái này nó khoảng 8 cm các bác nhá. Đấy. Mã T17 100.000 đồng một cái nha, em có một cái thôi các bác ạ.
Tiếp theo là mã T18 nha, 120.000 đồng hai cái này. Hai cái ở đây này, đây. À, một cái này là có 4 cái vị trí kết nối này, một cái này chỉ có một cái thôi nhá. Còn cái này chỉ có một cái này. Hàng vẫn có SMC Nhật Bản nha, Made in Japan nha các bác. Loại này nhỏ hơn cái kia. Đấy. Kích thước đường kính của nó thì chỉ có khoảng 5,5 đến 6 cm thôi. Đấy, mã T18 120.000 đồng hai cái cho các bác nhé. Tiếp theo là mã T19 này, em có một ít cái ke góc cho thanh nhôm định hình kích thước 2x2 các bác này. Ke góc cho thanh nhôm định hình kích thước 2x2 nhé, vuông 2 đấy. Giá 80.000 đồng, ở đây có rất là nhiều nhé. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 2, 4, 6, 28, khoảng 30 cái nhé. Đấy, 30 cái ke nhôm cho thanh nhôm định hình kích thước 2x2 giá 80.000 đồng. À, mã T19 nha các bác nhé, đấy, khá là rẻ luôn này. À, tiếp theo là mã T20 này. Mã T20 này ở đây thì em có một con chốt. Cái này là nó tháo trên máy, thực chất là nó là con chốt vặn đấy. Đây, kéo ra thụt vào bằng cái này để chốt nó lại nhé. Đấy, ở đây thì các bác có thể vặn lên vặn xuống để chỉnh cái miếng nhôm này được. Cái miếng nhôm này thì nó có cắt rãnh như này thì để mình bám tay vặn cho nó dễ các bác nhé. Đấy, khi vặn cái này xuống thì cái này các bác vặn xuống luôn này. Vặn đến đâu thì các bác vặn đến đấy, xong bắt đầu có con ốc các bác siết từ đây vào lại đây thôi là nó chặt cái siết lại, còn cái này nó sẽ không xoay được lên nữa các bác nhá. Đấy, đây là cái tay. Đấy, mã T20 nhá, cái này là 100k cái này. Tiếp theo là mã T21 nhá, giá là 120.000 đồng một cái con lăn thì có một cái đế nhôm như thế này này. Đế nhôm này có bản rộng ở đây là 5cm này. 5cm này. Chiều dài ở đây sẽ là 13cm này. Chiều dài này nó sẽ là 13 nhé. À, cái đế sẽ là 4cm. Độ dày của nhôm sẽ là 1,5cm các bác nhé. Nguyên cái này là 1,5cm độ dày hình chữ L đúc nguyên khối này. Còn cái phần con lăn này là nhựa pom màu đen nhé. Nhựa công nghiệp, nó rất là cứng cáp đấy. À, kích thước chiều dài ở đây nó sẽ là khoảng 14,5cm nhé. Đây là phần chiều dài con lăn thôi. Đường kính của nó sẽ là 6,5 nhé. Đường kính bên ngoài, còn đường kính bên trong nó khoảng là 5cm. Đấy. Lăn rất là mượt các bác nhé. Đấy. Hàng bạc đạn thì là của Nhật Bản các bác nhé. Hai con bạc đạn đầu và đuôi này là của Nhật Bản sản xuất này. Mã T21 nhé, giá là 120.000 đồng một cái nha. Em có cũng khá là nhiều đây các bác nhé. 5-7 cái ở đây này. Tiếp theo là mã T22 này, có giá là 350.000 đồng một cái tay gá cho các bác nhé. Tay gá này là tay gá màn hình máy vi tính ở trong nhà máy thôi. Còn mình về mình có thể chế gá cho những cái bộ loa này, loa treo ở trên trần các bác nhé. Các bác treo bộ loa ở bên trên đấy, các bác có thể gá loa ok nhá. Đây, các bác thấy nhá, con lò xo của nó rất là cứng cáp này. Đây, con lò xo nhá, siêu cứng luôn. Đấy, siêu chất lượng các bác, chịu tải rất là khỏe luôn này. Đấy, lò xo rất là to như thế này mà. Đấy, chất liệu bằng bên ngoài bằng bên trong bằng thép, bên ngoài bằng nhựa các bác nhé. Đấy, xử lý rất là ok. Ở đây này, ở đây nó có một cái khe để luồn cái dây điện các bác nhé, luồn cái dây điện bên dưới đấy. Đấy, rất là tiện, nhựa rất là dẻo và rất là mềm các bác nhé, rất là bền luôn. Đấy, các bác ngoài ra các bác không cần gắn màn hình máy vi tính, các bác gắn những cái bộ loa các bác treo bên trên cũng rất là ok các bác nhé. Chỉ việc bắt hai con ốc ở đây này. Cái này thì tháo ra rất là đơn giản các bác nhé. Đây, các bác bóp cái này này, bóp cái này vào cho các bác đẩy xuống này, các bác có thể tháo rời này. Đấy, các bác có thể tháo rời từng cái một nhé. Đầu này cũng thế này, đầu này cũng thế này. Đấy, các bác có thể tháo rời, các bác có thể lắp từ cái đầu này lên cái đầu này luôn, các bác treo luôn cũng được, tùy các bác nhé. Các bác không cần cái đoạn giữa cũng được. Đấy, rất là đơn giản. Mã T22 giá là 350.000 đồng một bộ cho các bác nhé. 350.000 đồng một cái. Đấy. Đây, em lấy cái con nguyên em đo kích thước cho các bác. Đấy. Kia tháo ra lười lắp các bác nhé. Kích thước chiều dài hoặc chiều cao của nó khoảng là 50cm nhé. 50cm. Đấy, đo tổng thể một đoạn như thế này cho các bác thôi. 350.000 đồng mã T22 các bác nhé.
Tiếp theo là mã T23 này, em có mấy cái kia góc bằng inox, nó hình chữ L này, kia góc như kiểu chữ V này, nó bằng inox các bác nhá, độ dày là 3 mm, kích thước chiều dài ở đây nó khoảng 20 cm này, chiều dài 20 này, một cái phần lưng nó dài là 6 này và một phần là dài là 5,5 các bác nhá. Đấy, con này dài độ dày là 3 mm các bác nhá. Đấy. Giá là 130.000 đồng hai cái ở đây này, em có hai bộ nhé, là 4 cái nhé. 130.000 đồng hai cái cho các bác nhé, mã T23. Tiếp theo là mã T24 này, có giá là 190.000 đồng, 190.000 đồng một cái chân đế bằng inox như này, dày 3 mm các bác nhé, một mặt trên và một mặt dưới này. Đấy. Mặt này thì sẽ có kích thước là 17 cm này, chiều rộng là 8 này, chiều cao là 13 này. Còn mặt này rộng là 17 này và chiều dài 17, chiều rộng là 13 cm các bác nhé. Một mặt bên trên và mặt bên dưới. Mặt nào các bác để bên trên bên dưới cũng được. Mặt bên dưới các bác để cái này cũng được vì có lỗ bắt ốc to này, các bác siết 4 con ốc to này. Bên trên thì nó để được nhiều đồ hơn. Đấy. Dày 3 mm rất cứng cáp các bác, 190.000 đồng một chân như thế này nha các bác này. Mã T24 nhá. Tiếp theo là mã T25, em có một cái kia góc chữ L này, rất là đẹp như hình chữ L này, kia góc vuông. Đấy. Hai mặt này thì sẽ có lỗ bắt ốc cho các bác nhé, hai mặt thì sẽ có lỗ bắt ốc này. Kích thước chiều dài của nó sẽ là 40 cm các bác này, dài 40 này. Đấy, chiều này sẽ là 19,8 này, chưa được 20 đâu các bác, 19,8 này. Độ dày nhôm ở đây sẽ là 16 mm, 1,6 cm nhé, kia góc chữ L bằng nhôm, rất là đẹp. Đấy. Mặt T25 có giá là 300.000 đồng cặp này các bác nhé, em có một cặp thôi. Đấy, 300.000 đồng cặp này. Tiếp theo là mặt T26 nhé, có giá là 250.000 đồng cặp này. Cặp này thì nó ngắn hơn một chút thôi. Đấy, có chiều dài ở đây sẽ là 33,2 cm nhé, 33,2 cm này. Cái chiều này sẽ là 15,6 cm các bác nhé. Cái bản rộng của nó sẽ là 4 này. Độ dày là 1,2 cm nhé. Giá là 250.000 đồng một cặp nhé các bác nhé, 250k một cặp. Đây em có một cái cặp này. Đấy. Cặp này nó có một cặp nó dài hơn một chút cái phần của cái này nhé các bác nhé. Đây, có một cặp thì nó sẽ dài hơn, cặp dưới thì nó dài hơn phần này 1 cm thôi. Đây. Nó sẽ dài hơn 1 cm các bác nhé. Đấy, có nghĩa là có một cặp dài hơn một chút. Giá thì cũng là 250.000 đồng mã T26 cho các bác nhé. Tiếp theo là mã T27 này, có giá là 50.000 đồng một thanh nhôm. Thanh nhôm định hình kích thước 3x3 các bác nhé. Nhôm định hình kích thước 3x3, có chiều dài ở đây này, có chiều dài ở đây là 48,5 cm này, chiều rộng ở đây là 3 cm này, có nghĩa là 3x3 nhé, độ dày cũng là 3. Thanh nhôm định hình được anốt màu đen các bác nhé, giá 50.000 đồng một thanh cho các bác này. Tiếp theo thì ở đây em có những cái cục trao đổi nhiệt các bác nhé, trao nhổi đi. Trao đổi nhiệt được làm bằng inox này và có những cái bộ đồng gắn vào đây này nhá. Những cái ống đồng gắn ở đây thì họ làm mát bằng ga. Bằng ga đấy. Thế nên mà dùng những cái máy nén làm mát bằng ga. Trao đổi nhiệt cho nước làm lạnh nước này. Đấy, làm bằng inox các bác nhá. Đấy, có những cái cơ cấu bằng inox. Chất lượng 36 rất là chắc chắn này và rất là bền bỉ các bác nhá. Gen 1/2 36 ở đây nữa. 200.000 đồng một cụm như thế này. Đấy, kích thước chiều dài của nó là khoảng 21 cm nhé, chiều rộng ở đây là 8 này và độ dày ở đây sẽ là 6 cm nhé. Đây em bóc ra thì bên trong này, bên trong nó được bọc đầy đủ những cái cách nhiệt và trò ra ngoài để đảm bảo cho nước hoặc mồ hôi nó không được bị ra các bác nhé. Đấy, mã T28 là 200.000 đồng các bác nhé. Tiếp theo mã T29 nó to hơn một chút này, giá là 250.000 đồng này,
và cái T30 nhá, cũng to hơn một chút là 300.000 đồng cho các bác nhá. Đây là những cái bộ trao đổi nhiệt làm bằng khí ga thôi, nó khác nhau kích thước một chút này. Tiếp theo thì em có mẫu bánh xe các bác nhá. Đấy. Đấy, mẫu bánh xe số 1 các bác này, giá là 420.000 đồng một bộ cho các bác nhá. 420k một bộ. Bộ này là ACM 600, một bánh có thể chịu tải được 600 kg các bác nhá. Đấy, hàng thao máy của Hàn Quốc rất là đẹp. Chiều cao bánh ở đây sẽ là 8,5 đến 9 cm các bác nhá. Đấy. À, bề rộng bánh ở đây là 5,5 cm, mặt bích bên trên có kích thước này sẽ là 9 x 9 nhé, hàng Karimaster Auto CFT. Đấy, mã bánh xe số 1 giá 420.000 đồng một bộ cho các bác nhé, em còn một bộ thôi. Tiếp theo là mã bánh xe số 2 này, giá 450.000 đồng một bộ này. Đấy, AC600 Karimaster, chiều cao bánh ở đây sẽ là 10 cm các bác nhé. Đường kính bánh ở đây là 6 này, có chân đế tăng chỉnh ở đây nhá, tăng chế tăng chỉnh để cố định này. Mặt bích bên trên cũng là 9 x 9 cho các bác nhé. Đấy, giá 450.000 đồng một bộ. Bộ này thì có bộ chân tăng chỉnh này. Ở bánh xe số 2 các bác nhé. Tiếp theo là những cái chân tăng chỉnh bằng inox này, 350.000 đồng một bộ 6 cái này. Em có 6 cái nhá, hôm trước em nhặt được 6 cái thì em bán mất 6 cái rồi. Đợt này lại về đúng 6 cái nữa. Đấy. À, chiều cao của nó sẽ là 17 cm các bác nhé, 17 cm, và đường kính ở đây là 6 cm, đường kính trục gen ở đây là 16 mm các bác, 1,6 cm. Đấy, chân này trục lại được làm bằng inox các bác nhé. Đấy. Còn bên dưới này thì nó được làm bằng nhôm nhôm hợp kim. Đấy. Giá là 350.000 đồng một bộ 6 cái này, em bán 6 cái luôn các bác nhé. Tiếp theo là mã chân tăng chỉnh số 1 này, giá là 220k một bộ, 4 chân nhé, một bộ 4 chân tăng chỉnh nha. Chân tăng chỉnh này làm bằng thép các bác nhé, được làm bằng thép mạ. Kích thước chiều cao ở đây là 19 cm này, đường kính chân đế là 7,8 nhé, và đường kính trục gen là 20 mm, là 2 cm đấy. Mã chân tăng chỉnh số 1 giá là 220.000 đồng một bộ 4 chân các bác nhé. Đấy. Và tiếp theo ở đây là những cái chân đế này. Đấy, chân đế hoặc là chân đe các bác nhé. Chân đế số 5 này giá là 180.000 đồng một cái nhé. Đấy, chân đế số 5 hoặc là chân đe, hai cái mặt của nó là đặc nguyên khối nhé. Cái trục ở trong thì em không rõ có đặc hay không, khả năng này nó sẽ là không đặc cái trục ở trong nhé. Đấy, cái trục này hai mặt là đặc thôi, hai mặt là đặc, một mặt nó dày là 2,8 cm và một mặt dày 2,4 cm nhé. Mặt dày này các bác phải làm đe rất là ok các bác nhé. Đấy, kích thước của cái chân đế hoặc là chân DA cho các bác này, dài là 14 này, rộng là 10,5 và chiều cao là 11 cm nhé. Giá là 180.000 đồng một chân các bác nhé. Đấy, phí ship cho những cái chân này nó phải vào 40.000 đồng vì nó 6 kg một cái chân các bác nhé. Chân này đều như vắt chanh, 5-7 chân thì nó cũng là 6 kg một chân cho các bác nhé. Đấy, ở đây thì em có những cái bộ chân to hơn này, chân to hơn bộ cánh cửa thì em sẽ view sau cho các bác nhé, em sẽ lên sau. Tiếp theo thì là những cái kia góc nhôm 3 và kia góc cho nhôm 4 các bác nhé. Đấy, kia góc cho nhôm 3 và kia góc cho nhôm 4 giá là 100.000 đồng 30 cái, giá như nhau thôi các bác nhé. Kia góc nhôm 3 và kia góc nhôm 4. Nhôm 3 thì cho thanh nhôm định hình kích thước 3x3 và kia góc nhôm 4 thì cho thanh nhôm định hình kích thước 4x4 các bác nhé. Giá là 100.000 đồng 30 cái, giá thì đều như nhau luôn. Tiếp theo ở đây thì em có mã S25 này. S25 là những cái mã, những cái cuộn phe xe co các bác nhé. Phe xe co cho các bác quấn biến áp cách ly các kiểu này. Phe xe co các bác này, kích thước chiều cao của nó là 13,5 cm này. Đấy, con này nó có độ dày là 7 cm, có bán rộng là 7 cm và độ dày ở đây là 2,5 cm nha các bác nhé. Mã S25 có giá là 600.000 đồng một cái phe như này. Phe này phe hai mặt xe co, đây là hai chữ C ép lại này. Đấy, có đai inox đang siết ở bên trên này. Đấy, 600.000 đồng mã S25 các bác nhé.
Tiếp theo là mã T31 này, em có một con quạt này là của Đức nhưng mà sản xuất tại Trung Quốc các bác nhá. Quạt MB Bass của Đức này, sản xuất tại Trung Quốc này. Công suất của nó là 10W thôi các bác nhá. Con này là 10W nhưng tốc độ quay của nó rất là lớn. Tốc độ quay của nó tận là 1300 vòng trên 1 phút thôi. Đấy, điện 220V nhá. Đấy, tốc độ quay là 1300 vòng trên 1 phút cho các bác nhá. Đấy. Đấy, quay rất là ok các bác này. Đấy. Cánh nhôm các bác nhá. Đấy, đường kính của lồng ở đây sẽ là 27cm các bác nhé. Đường kính của cái lồng này 27cm. Sẽ có 4 cái đai ở đây thì các bác có thể ôm vào góc ở đây. Ok các bác nhé. Đấy. Hàng MB Bass này, FBM Bass của Đức, sản xuất tại Trung Quốc các bác nhé. Đấy. Có thêm một vài cái tự chứng tiếng Trung ở đây thì em đoán là nó sản xuất tại Trung Quốc rồi. Mã T31 4 lít một con này nhá, 400.000 đồng cho các bác. Mã T31 này. Tiếp theo là mã T32 có giá là 120.000 đồng. Em có những con quạt tem hồng NMB MAT của Nhật, sản xuất tại Trung Quốc nhé các bác nhá. Hàng này hàng của Nhật, sản xuất tại Trung Quốc này. Điện 220V một pha các bác nhá, công suất là 14W thôi. Đấy. 220V một pha 14W, kích thước của nó là 12 x 12 và độ dày là 4cm nhé. Giá là 120.000 đồng một cái cho các bác nhé. Đây. Hàng khá là đẹp. NMB MAT của Nhật Bản, sản xuất tại Trung Quốc đây. Tốc độ quay của nó là 2600 vòng trên 1 phút, rất là khỏe luôn. Đấy. 120.000 đồng một cái cho các bác nhé. Đấy. Khung có đầy đủ lưới chắn và cover nhựa nữa các bác nhé. Tiếp theo là mã T33 này, em có một cái quạt lu của Trung Quốc sản xuất. Đấy, quạt này hút thổi rất là lớn nhé, các bác có thể về làm những cái quạt hút khói, hút mùi từ trong những cái khu vực mà các bác đang sơn đấy. Các bác đang sơn, các bác làm thêm một cái đường ống các bác dẫn ra chỗ khác đấy, các bác làm cái đường hút mùi, hút khói rất là ok các bác nhé. Đấy, vì nó rất là to, công suất rất là lớn luôn. 320W, đấy, con này là 320W. Tốc độ quay của nó là 2500 vòng trên 1 phút các bác nhé. Đấy. Đây, nó có hình chiều quay và một hướng hút này. Cái miệng hút nhỏ này, miệng thổi lớn này, nó tạo ra cái áp ok các bác nhé. Đây, cho các bác có thể hút rất là khỏe luôn. Đấy, điện 220V các bác nhé. Kích thước đường kính tổng thể của nó này, nó sẽ là khoảng 42cm nhé. Đường kính tổng thể là 42. Và độ dày của nó sẽ khoảng là 25cm nhé. Đấy, giá là 1.400.000 mã T33 các bác nhé. Con quạt này khá là nặng, thép rất là dày các bác nhé. Đấy. Mã T33 1.400.000 đồng con quạt này. Điện 220V còn nguyên đầy đủ rắc riếc đây. Đấy, hầu như của thằng Trung Quốc thì cái rắc của nó sẽ là rắc 3 chân nhé. Các bác về có thể làm lại cái rắc. Nó vướng một chút trong đây. Em bỏ trong đây nó hơi vướng một chút. Ủa, sao nó không lôi ra. Cái này lấy ra sầu các bác nhé. Đấy, nó cái rắc của nó là rắc 3 chân châu chéo đấy. Giá là 1.400.000 đồng một con này cho các bác nhé. Tiếp theo là những cái gối bi các bác nhé. Những cái gối bi này. Đấy, gối bi hàng tháo máy cho các bác này. Khung của nó được làm bằng nhôm hợp kim này. Rất là nhẹ các bác nhé. Kích thước đế là 10cm. Bề rộng là 2cm này. Và chiều cao tổng thể là 5,5 nhé. 5,5cm. Đấy. Cái trục này. Trục của nó sẽ có đường kính là 20mm. Có nghĩa là 2cm các bác nhé. Trục là 2cm. Cho các bác có thể chế giáo đây. Đấy. Giá là 40.000 đồng hai cái cho các bác mã gối bi số 1 này. Cho... Tiếp theo là những cái hộp số góc của Ý này. Giá là 190.000 đồng. 190.000 đồng một cái hộp số góc của Ý này nhé. Đấy, cái hộp số góc này thì có đầu vào này. Nó sẽ là trục 9mm này. Và đầu ra là trục 13mm nhé các bác nhé. Đấy, cũng làm được làm bằng nhôm hợp kim này.
hàng Moto Vario của Made in Italy các bác nhá. Tỷ lệ của nó là 1/5 đấy. 5 vòng nhỏ này quay được 1 vòng lớn các bác nhá. Nó chuyển đổi từ trục thẳng sang trục ngang đấy. Đấy. Kích thước chiều dài là 8,5 này, rộng là 7 này và độ dày ở đây là 4,5 cm đấy. Đó là em tính mình phần cái phần chuyển góc, còn cái phần gắn động cơ ở đây là 6x6 thì các bác có thể gắn được sở tép từ 60 trở lại nhá. 60-57 đấy. Đấy, hộp số góc của Ý 190.000 đồng một cái cho các bác nhé. Đấy. Tiếp theo là em có những cái bộ động cơ nhé, gồm bộ động cơ và điều khiển nhé. Đấy. Bộ động cơ của quạt này, một bộ động cơ của quạt và điều khiển giá là 300.000 đồng một bộ nhé. Điều khiển thì em lại để đâu mất rồi, không thấy nào ở đây. Em sẽ đầy đủ cho các bác bộ động cơ và điều khiển, các bác về chỉ việc cắm điện để chạy, điều khiển để các bác đấu dây điện về để chạy thôi các bác nhé. Ở đây thì nhân viên bên em dọn mất cái điều khiển gì mất rồi. Đấy, mã T33 nhé, 300.000 đồng một bộ nhé. Đấy, 300.000 đồng một bộ gồm cả điều khiển các bác nhé. Con này thì có đế này, con này thì có đế bắt ở đây này, 4 lỗ các bác có thể cố định vào bờ tường này hoặc cố định vào đâu đó. Nào các bác dùng bộ điều khiển để các bác điều khiển nha các bác nhé. Kèm bộ điều khiển đầy đủ cho các bác nhé. T33, 300.000 đồng một bộ. Mã T34 nhé, giá là 100.000 đồng một cái, đèn của Philak Hàn Quốc các bác nhé. Philak của Hàn Quốc, sản xuất tại Trung Quốc các bác nhé. Mà hãng Jacon Philak. Đấy, công suất là 7W. Độ màu của nó là 7500K các bác nhé. 7500K ở đây đều có thông số luôn này. 890 lumen trên 1 trên W này. Trên 1W nhé. Độ sáng ấy, nó quy đổi thành cái gì lumen em cũng không rõ đâu. Nhưng mà nó ghi là 90 trên 1W, có nghĩa là 7W nhân 90. 97 63 630, độ sáng cũng khá là cao các bác nhé. Đấy. Kích thước chiều dài ở đây sẽ là 58 cm nhé các bác. Về trang trí những cái tủ để đồ, để đạc rất là đẹp luôn. Đấy. Hàng của Hàn Quốc, sản xuất tại Trung, toàn tiếng Hàn thôi. Nhưng mà công ty lắp ráp tại China nên sản xuất tại Trung Quốc các bác nhé. Mã T34, 100.000 đồng một cái cho các bác nhé. Tiếp theo là mã T35 này, em có những con đèn của Qualcomm Hàn Quốc này. Đấy. Con này là công suất là 30W các bác nhá. Công suất điện là 30W. Con này đây. Con này nó mất cái tem, con này mất cái tem này. Đây, Made in Korea, sản xuất tại Hàn Quốc luôn các bác nhá. Đấy, sử dụng điện là 220V, công suất là 30W nhá, Made in Korea. Chiều dài của nó này, chiều dài của nó sẽ là 55 cm các bác nhé. Chiều dài 55, chiều rộng là 6 cm. Con này thì nó cũng các bác bắt vào tường bằng một con vít dài này, xuyên từ cái lỗ này này, xuyên từ cái lỗ này ra đây vào tường nhé. Các bác bằng một con vít dài các bác nhé. Đấy, mã T35, 250.000 đồng một cái đèn này cho các bác này. Tiếp theo là mã T36 này, sẽ có giá là 70.000 đồng hai cái ad của SIN này. Đấy, con này là 16A các bác nhé, ad thường thôi, ad thường của SIN 16A. Đấy, ad này là chỉ ông cũng chỉ là ad chống quá tải thôi các bác nhé, giống như con ad thường ở mình mua thôi. Giá là 70.000 đồng hai cái nhé, 16A của SIN này. Tiếp theo là con át xi măng của Đức nhé, át tép xi măng của Đức. Con át này thì cũng chống quá tải. Con này là 10A một tép nhé, 10A một tép này. Giá là 100.000 đồng 3 cái các bác nhé. Mã T37 này, 100.000 đồng 3 cái con át xi măng của Đức này. Tiếp theo là cái con át chống giật LS Hàn Quốc các bác nhé. Át chống giật của LS Hàn Quốc này. Đấy, con này là 6A 230V các bác nhé. 6A sử dụng điện 230V, công suất nó sẽ sử dụng được 1200W đấy. Các bác sử dụng cầm vị trí của motor bơm nước hoặc là máy lạnh các kiểu đều được các bác nhé. Máy tủ lạnh ấy, chứ không phải là điều hòa nhé. Điều hòa công suất nó hơn 1300W cơ.
Đấy, con điều hòa nào dưới dưới 1.000, dòng khởi động dưới 1.200 thì các bác có thể sử dụng con này được các bác nhé. Đấy, hàng East Korea này, LS Hàn Quốc các bác nhé. 6A 230V, giá là 70.000 đồng một cái này, át chống giật các bác nhé. Tiếp theo là mã T39 này. Em có một con cassette lan truyền của hãng WIS này, FPD này. Con này cassette một pha, chuẩn một pha các bác nhé. Đây, sơ đồ đấu ở đây này. Sơ đồ đấu nối ở đây nha, các bác có thể đấu nối theo sơ đồ như thế này. Đấy. Con cassette lan truyền AC một pha 220V này. Đấy. Giá là 390.000 đồng các bác nhé. À, xin lỗi các bác, 350.000 đồng. Mã T39 các bác nhé. Đấy. Hàng thao máy thì có xước xước một chút này. Đấy. Rất là đẹp nha các bác, bắt một cái lỗ vào đây và một hai cái lỗ ở đây. Đấy, nó có thể cái này dây mát thì các bác có thể đấu xuống dưới tiếp địa để cassette các bác nhé. Em có hai con 220V này, hai con 220V các bác nhé. Này, con này là 380V nhé. Đấy. Con này là 3 pha, xin lỗi các bác, con này 3 pha 220V nhé, các bác vẫn sử dụng điện được một pha này. Các bác chỉ cần đấu hai cục bên ngoài thôi. Hai cục bên ngoài là các bác sử dụng được các bác nhé. Đấy. À, cái đầu này vẫn là tiếp mát nhé. Con này là 3 pha 220V. Đấy. Giá là cũng là 350.000 đồng các bác nhé. Có thể sử dụng được điện 220V hết nhé. Đấy, hàng cassette lai truyền của Hàn Quốc, rất là chất lượng luôn. Tiếp theo là em có những cái con nguồn 24V 6.5A này, hãng MWK này, Manuel của Đài Loan, sản xuất tại Trung Quốc các bác nhé. Điện đầu vào là 220V, 240V và điện đầu ra là 24V 6.5A cho các bác nhé. Đấy. Giá là 180.000 đồng, mã nguồn 24V 6.5A nhé. Kích thước chiều dài ở đây là 20 này, chiều rộng là 10 và độ dày ở đây là 4cm nhé. 180.000 đồng một cái cho các bác nhé. Tiếp theo là mã T41 này. Em cũng còn một ít những cái con TDK Lambalai, con lọc nguồn nhé. Con này 2 tầng lọc. Con này lọc nguồn 2 tầng lọc, giá 80.000 đồng một con này. 6A 250V, 6A 250V các bác nhé. Đấy. Nó chuẩn điện một pha các bác nhé. Một, đây là điện một pha các bác nhé. Đấy. Cái dây giữa là cái dây mát thôi. Dây giữa là dây mát thôi, dây tiếp địa thôi nhé. Nó là một điện một pha, chuẩn một pha 250V nhé. Đấy. 6A. Đấy, 2 tầng lọc, đầu vào đầu ra bên nào cũng được các bác, thoải mái các bác nhé. Hàng của Nhật, sản xuất tại Trung Quốc, hàng công nghệ mới nên là họ làm hết những cái bằng cái vỏ nhựa này đây rồi. Đấy. Mã T41 80.000 đồng một cái cho các bác nhé, 6A này. Tiếp theo là mã T42 nhé. Mã T42 120.000 đồng một cái, lọc nguồn của Hàn Quốc các bác nhé. Đấy, con này 3 pha 250V. Đấy, 3 pha 250V, các bác muốn lọc các bác lọc điện 220V ấy, thì các bác đấu hai cọc bên ngoài như thế này này, hai cọc này này, ra hai cọc này nhé, có đầu in và đầu out này. Đấy, các bác muốn lọc điện 110 ấy thì các bác đấu một cọc ở đây và một cọc ở giữa nhé, hai cọc này, ra cũng hai cọc này thì các bác là lọc điện 110 nhé. Còn lọc điện 220V các bác đấu như thế này. Đấy. Rất là tiện các bác nhé. Con này 20A của Hàn Quốc, giá là 120.000 đồng, mã T42 nhé các bác nhé. Đấy. Con T43 này, con này là 30A này, 180.000 đồng các bác nhé. 180.000 đồng. Đấy. À, kích thước thì nó như nhau, nó chỉ khác nhau cái cuộn dây ở bên trong thôi. Tiếp theo là mã T44 này, giá là 400.000 đồng một con lọc 40A các bác nhé. 40A. Đấy. 250V AC 40A nhé. Đấy, con này thì các bác vẫn lọc như con kia thôi. Này, 220V thì các bác đấu hai cực bên ngoài này. Các bác lọc điện 110 thì các bác đấu hai một cọc bên ngoài và một cọc bên trong như này nhé. Bất kỳ. Đấy, là được. Ra cũng bất kỳ các bác nhé. Này, dây điện cắt trên máy nó còn rất là to này. Các bác nhìn thấy cuộn dây, cuộn bên trong nó rất là to. Đấy. 400.000 đồng nhé, con này của Nhật các bác nhé. Con này Soshin hãng Emi Filter của Nhật này. Đấy. Con này của Nhật nhé. Em sẽ có một con nó bị vỡ một chút cái nắp này. Đấy. Một con vỡ một chút cái nắp nhé. Đấy, đây. Các bác có thể nhìn thấy rõ bên trong này. Cái sợi dây đồng rất là to luôn nhá, quấn rất là to. Đấy, con này vỡ nắp thì bớt cho các bác
50.000 đồng các bác nhá, 350.000 đồng. Đấy. T44 các bác nhá, 400k con này. Siêu to luôn. Đấy. Các bác nào không cần cái tem ấy, các bác về nhá. Các bác bớt được 50.000 đồng, các bác tháo bằng hai con vít này là các bác để trần nó ra, nhìn nó to và nó siêu đẹp luôn các bác nhá. Các bác về có thể tháo cái nắp này ra để trần to rất là đẹp. Đấy, mã T44 nhá, 400.000 đồng một con lọc 40A của Nhật đấy. Tiếp theo là mã T45 nhé. Em có những con quạt phản lực 12V này. Quạt phản lực 12V giá là 100.000 đồng, 110.000 đồng hai cái các bác nhé. Quạt phản lực 12V. Đấy, con này 12V dòng ăn dòng của nó sẽ là khoảng 5A thì công suất của nó sẽ là 60W các bác nhé. 60W một con 12V. 12V 60W thì rất là mạnh rồi các bác nhé. Con quạt 12V 60W siêu mạnh luôn rồi. Kích thước quạt là 6x6 và độ dày ở đây là 3,8 nhé. 6x6 dày 3,8 cm nhé. Giá là 110.000 đồng hai cái nhé. 110k hai cái quạt phản lực như này. Hàng của AVC thì các bác khỏi phải bàn nhé. Hàng của AVC là hàng chuẩn luôn các bác nhé. Đấy. 12V 4,7A cho các bác này. 110.000 đồng hai cái cho các bác nhé. Tiếp theo là mã T46 này. Có giá là 70.000 đồng một con nguồn. Con nguồn này là nguồn 12V 3A các bác nhé. Con này là có một cái đầu rắc nồi cơm cắm vào đây này, có một công tắc on off bật này, có một cầu chì và đèn báo, có quạt tản nhiệt và cái đầu này là đầu ra nhé. Nó bị cắt cụt như thế này, về các bác có thể tháo ra này, tháo ra để đấu nối lại các bác nhé. Em chỉ cắm điện vào đây test thì nó vẫn còn ok thôi. Đấy, mã T46 70.000 đồng một cái các bác nhé. Tiếp theo mã T47 này, em có một cái hộp bằng nhôm này, hộp bằng nhôm ở đây này. Đấy, hộp này bằng nhôm và có một cái công tắc nguồn đầu vào này, nồi ba chấu nồi cơm các bác nhé, một công tắc on off này, một cái cầu chì ở đây này. Đấy. Hộp thì là bằng nhôm các bác nhé. Đấy. Hộp được làm bằng nhôm này. Đấy. Kích thước chiều dài của nó sẽ là 30 này, chiều rộng là 14 và chiều cao ở đây là 6 cm nhé. Giá là 160.000 đồng một cái hộp như này, mã T47 thôi nhé. T47. Tiếp theo là mã T48 này, có giá là 800.000 đồng các bác nhé. Ở đây thì em có một con kích điện của MV kép này. Con kích điện từ 24V lên xin chuẩn nhé, Chu Sinway Invector này, xin chuẩn Invector các bác nhé. Đây là đầu ra, AC đầu ra, một lỗ cắm ở đây này. Đấy. Kích từ hai bình ắc quy lên 220V các bác nhé, công suất là 400W. Hàng của Đài Loan các bác nhé, đây, MV kép, hàng xịn các bác nhé. DC input là 24V 20A này. Và AC output là 200 đến 240V, công suất là 400W nhé, 400W cho các bác này. Đấy. Giá là 800.000 đồng nhé, hàng khá là đẹp. Đấy. Hàng siêu đẹp luôn, hàng siêu chuẩn luôn các bác nhé. Mã T48 là 800.000 đồng cho các bác này. Đấy. Tiếp theo là mã T49 này, em có con công tơ điện nhé. Con công tơ điện này của Nhật Bản, hãng Fuji nhé. Con này sản xuất năm 2005 này, các bác nhìn thấy này. Đây. Năm sản xuất này, 2005 này, 20 tuổi rồi các bác nhé. Năm sản xuất 2005 này. Đấy, con này sử dụng điện 3 pha 200V của Nhật các bác nhé. 200V của Nhật. Hàng chưa sử dụng đâu các bác này. Đấy. Nó đang còn ở số 5 này, đây là 0.05 là họ mới test thôi nhá. Đấy, đây là số 5 này. Đó. Tháo trên máy mà máy hầu như là chưa sử dụng mấy hả? Đấy. Hàng rất là đẹp nhá, vỏ bằng kính này. Đấy. Sơn vẫn đang còn rất là đẹp này các bác này. Sơn zin nguyên bản nhá, rất là đẹp. Đấy. Giá là 750.000 đồng con công tơ điện ở Nhật này các bác nhé. Kích thước của nó này, chiều rộng ở đây nó khoảng là 16 này và chiều dài ở đây khoảng là 20 cm các bác nhé. 750.000 đồng mã T49 này, các bác về sưu tập ok luôn. Sử dụng thì ở Việt Nam thì điện 220V 200V 3 pha 200V 3 pha thì ít lắm, thế nên mà cái này chỉ mang tính cho các bác về sưu tầm những cái con hàng đẹp này, treo lên trên nhìn rất là sang trọng các bác nhé.
Tiếp theo là mã T50 này có giá là 380.000 đồng. 380.000 đồng một con quạt ion SPL15S nhé. Đấy, quạt ion blower này. Đấy. Có hai cái tốc độ điều chỉnh quạt ở đây này. Có ion ở đây nhé các bác, có đèn báo này. Đằng sau của nó thì nó mất cái lưới nhựa các bác nhá. Đằng sau của nó mất lưới nhựa như này rồi. Đấy. Các bác về có thể kiếm cái lưới nhựa khác gắn vào đây. Kích thước cái lưới nhựa ở đây nó rồi khoảng 12 x 12 các bác nhá. 12 x 12 là vừa đấy. Đấy, lưới nhựa 12 x 12 là vừa cho các bác nhé. À, chiều cao tổng thể của nó sẽ là 25 cm này. Chiều rộng ở đây là 22 cm, em tính đến tận cả cái tay nắm này, tay vặn này. Và độ dày của nó là khoảng 9-10 cm các bác nhé. À, nó sử dụng nguồn DC24V, cấp vào đây để là sử dụng các bác nhé. Nguồn DC24V. Đấy, mà T50 có giá là 380.000 đồng các bác nhé. Mà còn quạt đi đâu. Các bác hàn hoặc khói thiếc hàn cái này nó cũng khử được cái mùi thuốc lá ở trong phòng nữa các bác nhá. Tiếp theo thì ở đây em có một cái tấm phíp cam này, 350.000 đồng cho các bác nhé. 350.000 đồng tấm phíp này, ở bên trên bên dưới các kiểu nó có một cái những cái lỗ như thế này là đã được khoan sẵn để sử dụng các bác nhé. Bác nào về tận dụng được thì cứ tận dụng hoặc chế cháo các bác nhé. À, kích thước của nó này, chiều dài là 70 cm nhé. Cái chiều dài này là 70 cm. Cái chiều rộng này nó sẽ là 50 cm các bác nhé. Và cái độ dày của tấm phíp cam này nó sẽ là 1,5 cm. Dày 1,5 cm các bác nhé. Giá là 350.000 đồng. 350.000 đồng một tấm này cho các bác này. Đấy. À, phíp cam thì có những cái lỗ này thì nó sẽ đối xứng với nhau nhé. Bên này có, bên kia cũng có, bên này có thì bên kia cũng có thôi. Đấy. À, lỗ đã được khoan sẵn sử dụng. Hàng thao máy thì không thể tránh khỏi những cái thiết bị lỗ đã được sử dụng sẵn các bác nhé. Về thì mình chỉ tận dụng thôi. 350.000 đồng ở cái tấm phíp cam này cho các bác nhé. Tiếp theo là cái tấm nhôm này. Tấm nhôm số 1 các bác này. Đấy, giá là 300.000 đồng một tấm các bác nhé. 300k một tấm này. Kích thước chiều dài của nó là 95 cm này. Chiều rộng là 22 này. Và độ dày là 5mm nhé. Cái tấm nhôm này thì một dãy này này nó sẽ có những cái lỗ đã được khoan sẵn để bắt ốc nhé. Đấy. Còn một bên thì không có. Đây. Hàng tháo máy thì chắc chắn thì có một vài cái xước sắt nhỏ thôi. Nó không xước sâu mà sờ tay nó không bị cấn nhé. Đây. Những cái vết này sờ tay, xoa tay nó không bị cấn nhé. Những cái nào mà xước sâu là xoa tay là rách tay vì nhôm nó cũng rất là sắc các bác nhé. Đấy. 300.000 đồng mà tấm nhôm số 1 cho các bác nhé. Tiếp theo thì ở đây em có bộ chân đế các bác này. Ở đây thì em có 4 cái chân đế nhá. Chân đế số 1 các bác nhá. Đấy. Đây là chân đế số 1 này, em có 4 chân nhá. Đấy. À, có giá là 650.000 đồng một chân cho các bác nhá. À, chân này thì nó nặng 25kg một chân này. 25kg một chân. Và kích thước của nó này. Kích thước của nó này, cái chiều dài của cái mặt nó sẽ là 46,5 cm này, chiều dài của mặt này. 46,5 nhá. Chiều rộng là 15 cm nhá. Chiều rộng là 15 cm. Và chiều cao của nó là 32 cm nhá. Đó là cái mặt bên trên. Còn mặt bên dưới thì nó có vẫn dài là 46,5. Nhưng mà nó rộng là 13,5 các bác nhá. Còn bên trên là rộng 15 cm. Bên dưới rộng là 13,5 này. Các bác có thể lật lên lật xuống bên dưới thay đổi góc mặt nhé. Vì nó rất là to và dày, thế nên mà mặt nào nó cũng đứng được. Đấy. Độ dày của cái mặt thép này nó sẽ là 2 cm nhé. Độ dày mặt thép là 2 cm. Đây, cái mặt trên của nó này. Đây, cái mặt trên của nó sẽ có một cái lỗ như này. Ở trên máy họ để luồn cái dây điện xuống ấy. Họ luồn những cái dây điện xuống dưới nhé. Đấy. Trên máy họ luồn những cái điện xuống dưới nên thế nên mà nó có cái lỗ như thế này. Ở đây thì em gọi là nó mặt trên thôi, nhưng mà thực chất của nó sẽ là mặt dưới đế nhá. Còn ở bên trên này nó sẽ có những cái mặt đã được taro lỗ gen các bác này. Để em lật một, em vật một con ra cho các bác nhé. Đấy. Đây các bác này, thực chất đây nó mới là mặt trên nhá. Thì mình lật mặt nào thì mình đọc mặt trên đấy. Đấy.
À, đây mới là mặt trên nhá. Cái này thì là thép để ngoài miền Bắc thì thời tiết nó có nồm ẩm thế nên mà chắc chắn nó sẽ có bị ố han như thế này, nhưng không ảnh hưởng các bác nhá. Về các bác lau qua thì là sạch, đây em lau qua nó lại sạch này. Đấy. Đây là cái vết ố han do trời nồm ẩm thời tiết miền Bắc các bác nhá. Đây. Đây mới là cái mặt trên của nó nhá, sẽ có những cái lỗ bắt ốc này để thiết thiết các thiết bị lại các bác nhá. Đấy, còn cái mặt này nó là một cái mặt dưới thì đây, đây, đây mặt dưới này các bác này. Nó sẽ luôn những cái dây điện xuống dưới cái gầm của cái máy các bác nhá. Đấy, rất là ok. Đấy, kích thước thì em vừa đọc cho các bác rồi. Đấy, mã chân đế số 1 này, giá là 650.000 đồng một chân nhá. Em bán ít nhất là phải 2 chân trở lên các bác nhá. Đấy, em bán ít nhất là 2 chân, chứ bán 1 chân đâm ra nó lẻ. Chứ 2 chân 1 là được. Đấy, hoặc là 4 chân 1 lúc các bác nhá. Hoặc là các bác mua cả 4 chân, hoặc là em bán ít nhất là 2 chân các bác nhá. Bán ít nhất 2 chân. Giá là 650.000 đồng một chân như các bác nhé. Một chân này nó nặng 50kg các bác nhé. Một chân nặng 50kg. Các bác vận chuyển mua hàng thì có thể inbox lại qua cho bên em để bên em báo cái phí ship, phí vận chuyển cho các bác nhé. Đấy. Rồi, các bác nào cần chân đế số 1 giá 650.000 đồng một chân, em bán ít nhất 2 chân thì liên hệ qua bên em các bác nhé. Tiếp theo lên cho anh em một cái tấm nhôm tròn anh em nhé. Ở đây thì em có một cái tấm nhôm tròn này. Ở đây đường kính của nó sẽ là 80cm anh em nhé. Đường kính của nó 80cm này. Một cái mặt này thì anh em thấy nhé, ở bên trên thì nó sẽ có một cái dấu hình tròn. Do là chạy máy thiết bị thế nên mà nó có một cái dấu bên trên, nó không bị lõm xuống anh em nhé. Sờ thì nó vẫn thấy cảm giác là có gợn đấy, nhưng mà nó không bị lõm xuống nhiều anh em nhé. Đấy, ở bên trên thì nó sẽ có ba cái lỗ này. Cái lỗ ở giữa thì là nó đặt một cái thiết bị quay thế nên mà nó to hơn. Hai cái lỗ này thì để là nó làm thoáng thôi. Đấy. Đường kính lỗ to ở đây nó sẽ là 8cm và đường kính lỗ nhỏ ở đây nó sẽ là 10cm anh em nhé. Đường kính lỗ to là 18 và đường kính nhá, lỗ nhỏ là 10cm anh em nhé. Đây. Độ dày của nó em đo cho anh em này là 2,5cm nhé. Đây, đo như thế này cho anh em thấy dễ này. Đấy, độ dày là 2,5cm này. Đó, độ dày là 2,5cm. Rồi, tiếp theo sang bên mặt bên này. Bên mặt bên này rất là đẹp anh em này. Đấy, bên mặt bên này là cực đẹp luôn nhé. Đấy, hàng khá là nặng anh em nhé. Đó, ở đây thì em lên cho anh em cái mã tấm nhôm tròn này. Có giá là 3.100.000 đồng anh em nhé. Đấy, tấm này thì anh em chuyển khoản em sẽ bao ship cho anh em nhé. Anh em mua hàng thì liên hệ em qua số điện thoại là 035 373 0000. Em Huệ cảm ơn anh em rất là nhiều. Tiếp theo thì ở đây em có một ít cái lưới thép hàng tháo máy các bác nhé. Lưới thép có mạ một lớp bên ngoài rồi, nhưng mà các bác để ngoài trời lâu ngày thì nó vẫn bị han các bác nhé. Đây. Nó có mạ một lớp bên ngoài này, được hàn bằng nhà máy, nó hàn nhiệt các bác nhé. Nó hàn nhiệt rất là chắc chắn nhé, nó không chấm hàn giống như của mình đâu. Đây, các bác nhìn thấy cái mối hàn của nó này, hàn nhiệt rất là chắc chắn nhé. Các bác dùng búa gõ chưa chắc nó đã bung ra được cái này đâu. Đấy, chưa chắc đã bung ra được cái mối hàn này đâu. Đấy, rất là chắc chắn này. Đấy, lưới thép này thì ở cái khung bên ngoài nó được đan bằng cái thép 6mm. 6mm các bác nhé. Đây, em đo lại một chút này. Đây, cái lưới thép ở cái khung bên ngoài này. Đấy, nó sẽ đan được bằng cái lưới khoảng 5.7, 5.8 nhé. 5.8mm này, em cho là 6 đi. Đấy, 6mm các bác nhé. Em cho là 6mm cái lưới đan ở bên ngoài này. Đấy, cái phần lưới đan ở bên trong này nó sẽ là 3mm các bác nhá, 2.9 này. Đấy, 3mm đây, em ép rất là chặt nhá. Em đẩy rất là chặt này. Đấy. Đây, em đẩy rất là chặt này. 2.9mm đây, đây những cái lưới thép này này. Đấy. Cái khoảng cách giữa các ô này em đo ở phần giữa trung tâm cho nó tiện nhá. Cái ở khung bên ngoài thì cái lưới cái kích thước của cái này dày hơn cái này nhỏ hơn thì nó sẽ không đều, nó sẽ không giống như ở bên trong. Nhưng mà dãy này thì nó sẽ đều nhau. Còn bên trong này, cái kích thước bên trong nó sẽ là đều nhất các bác nhá. Nó sẽ là 10 như này cho dễ này. 11 này nhân với 9,5 các bác nhá. Đấy, chiều dài 11, chiều rộng hơn 9,5 cái lỗ với kích thước lỗ này các bác này. Đấy. Còn kích thước tổng thể của tấm lưới này này, nó sẽ là 90 x 65 nhá. Đây.
các bác xem cái tên này. Đấy, tấm lưới thép 90 x 65cm nhé, là cái kích thước của nó luôn các bác nhé. Đấy, em bán theo combo nhé, 200.000 đồng 5 tấm, 200k 5 tấm lưới này cho các bác này. Đấy, em bán theo combo cho các bác nhé, 200.000 đồng 5 tấm. Các bác lưu ý nhé, cái tấm lưới thép này này, hàng nó rơi vào khoảng cái cồng kềnh, cho nên mà phí ship nó 5 tấm này nó rơi vào khoảng 40 đến 45.000 đồng combo 5 tấm lưới thép này các bác nhé. Đấy, một combo 5 tấm thì phí ship nó rơi vào khoảng 40 đến 45.000 đồng cho các bác nhé. Đấy, các bác cứ tính đến tay các bác thì nó rơi vào khoảng 50.000 đồng, khoảng 45 đến 50.000 đồng một cái tấm lưới như thế này. Đấy, hàng của nước ngoài họ Hàn rất là chắc chắn và rất là đều các bác nhé. Đấy, tấm nào cũng đều tăm tắp như nhau, kích thước y hệt như nhau. Đấy, rồi, tấm lưới thép kích thước 90 x 65cm nhé, combo 5 tấm giá là 200.000 đồng một combo các bác nhé, 200.000 đồng 5 tấm. Hàng thì em có số lượng nhiều, các bác mua 2, 30, 50, 100 tấm thì vẫn đủ cho các bác nhé. Các bác chưa mua thử một vài combo về làm việc được, nếu mà được việc thì có thể quay lại mua tiếp các bác nhé. Đấy, tiếp theo thì ở đây em có một ít những cái thanh V inox các bác nhé, V inox 3x3 này, V inox 3x3 độ dày là 3mm nhé. Ở đây thì em có hai cái kích thước này, 61cm và 75cm các bác nhé. Đây, đấy, thanh V của nó đây các bác này. Đấy, thanh V độ dày là 3mm đây các bác nhé, 2.9 3mm này. Đấy, kích thước thì có hai loại nhé, một loại dài là 61cm, nó là 60.8 các bác nhé. Đây, 60.8 đây các bác này. Đây, 60.8, 60.9 này, nó chưa được đến 61 đâu. Đấy, nó còn 1mm nữa mới được cả. Đấy, 61cm nhé, là 70.000 đồng một thanh các bác này. Đấy, 70.000 đồng một thanh V các bác nhé. Và cái loại là 75cm này, nó sẽ là 90.000 đồng một thanh các bác nhé. Đấy, 75 61 này, thanh này thanh 75 đây các bác này. Đây là thanh 75 nhé, nó cũng thiếu một khoảng 1mm được các bác nhé. Đây, các bác đã nhìn thấy nó thiếu khoảng 1mm này. Đấy, nó mới được 75 nhé. Đấy, đều là độ dày là 3mm các bác nhé. Đây, độ dày của nó đều là 3mm các bác này. Đấy, 2.95, 2.93 này, nó là 3mm một thanh. Đấy, trên thanh thì sẽ có một vài cái lỗ đây này, một cái lỗ này, hai cái lỗ này và ba cái lỗ để bắt ốc nhé, nó đã có sẵn rồi nhé. Đấy, em có hai loại thôi các bác nhé. 3x3 dày 3mm 61cm thì là 70.000 đồng một thanh, và 75cm thì là 90.000 đồng một thanh nhé. Hàng thì em có số lượng nhiều đấy các bác này. Các bác cần thì có thể mua thử một vài thanh nhé. Đây, có một chút ở đây rồi này, nó sẽ là đã gần chục thanh rồi, 2, 4, 6 thanh rồi nhé. Còn ở đây thì rất là nhiều. Các bác cần thì mua thử một vài thanh trước nhé, mua một hai thanh trước nếu mà được việc, hoặc là về thấy ok thì có thể mua thêm các bác nhé. Đấy, em có hai loại kích thước như thế thôi, các bác nào cần thì inbox qua cho em nhé. Tiếp theo thì ở đây em có cái con quạt hút số 2 các bác nhé. Đây, con quạt hút 2 này, giá là 2.900.000 đồng một con này các bác nhé. Con này là của Hàn Quốc sản xuất này. Đây, thông số của nó đây. Nó, em sẽ đo kích thước một chút nhé, vì nó khá là nặng. Đấy, nó khá là nặng và to, nó chiếm luôn cả cái màn hình này. Đấy, kích thước chiều dài của nó này, nó là khoảng là 45cm nha, em tính ra cái miệng thổi này. Chiều cao của nó này, để em tính hết đến cái đầu miệng thổi này, nó cũng là 45 nhá. Có nghĩa là hai chiều nó là như kiểu là vuông luôn các bác nhá, vuông luôn. Và cái chiều dày của nó này là khoảng 30cm nhá. Chiều dày khoảng 30cm thì em tính từ cái mặt này, từ cái mặt này ra tận cái chỗ động cơ này là 30-31cm ở đây nhé. Còn cái chiều dài và chiều rộng là 45 này, em tính ra cả cái miệng hút này, miệng hút và miệng thổi nhé. Đây, chiều cao này lên tận được cũng là 45 các bác nhé. Đấy, em tính như thế cho nó dễ. Đấy, cái đường kính của cái đầm miệng thổi này nó sẽ là 24.5cm các bác này, 24.5cm, nhưng thực tế nó không đến 24.5cm cái miệng thổi đâu, vì ở đây này miệng thổi bên trong này nó là hình vuông. Đấy, còn cái miệng hút này, miệng hút thì nó đường kính cũng như thế thôi. Miệng hút thì đường kính nó cũng không khác gì nhau đâu, là 24.5 các bác nhé, 24.5 này các bác này. Đấy, một miệng hút và một miệng thổi. Đấy, rất là to các bác nhé, con này động cơ nó rất là to này. Đấy, tổng cân nặng của nó phải hơn 20kg các bác nhé, 20kg một con quạt.
Rồi, ở đây thì em sẽ cho nó nằm xuống, em đo cho các bác kích thước một chút, cho các bác thông số vì nó khá là nặng nhá. Đây, để như thế này cũng được. Trước tiên là cái động cơ này, đường kính của cái động cơ này nó sẽ là 18 cm nhá. Đường kính động cơ là 18 cm, rất là dày. Con này được làm bằng nhôm nhá, động cơ của nó được làm bằng nhôm này. Đấy. Đây là cái thông số các bác nhá. Thông số của nó này, nó sử dụng điện 1 pha 220V các bác nhá. Chuẩn 1 pha 220V zin nhá. Đấy, tần số 50Hz thì chạy công suất là 760W này. Và tần số là 60Hz thì là 1145W. Ở Việt Nam thì mình dùng điện 220V và 50Hz, công suất của nó là 760W nhá. Tốc độ hút của nó này 53 m³/1 phút. Có nghĩa là 1 phút nó hút được 53 m³ nên rất là mạnh các bác nhá, rất là mạnh. Đấy. Trọng lượng đây 20 kg này. Trọng lượng 20 kg nhé các bác nhé. Ở đây thì nó có thể có cái thông số vòng bi luôn các bác này, 60 6204 ZZ này. Nếu mà hư vòng bi các bác có thể là mua, nhìn mã đây mua luôn, không cần phải tháo ra các bác nhé, rất là tiện luôn. Hàng của Hàn Quốc này, sản xuất tháng 12 năm 2014 các bác nhé. Đấy, công suất là 760W các bác nhé. Đấy, đây có chiều này, cái chiều này mũi tên này, có nghĩa là đặt cái chiều này xuống này. Đấy. Nó rất là nặng các bác nhé. Đây, mã quạt hút số 2 giá là 2.900.000 đồng nhé. Đây các bác này, nó ra 2 dây. Đấy. Con quạt nào sử dụng điện 220V nó cũng có tụ cả thôi các bác nhé. Đấy. Đây. Đấy, ra 2 dây thì em sẽ cắm điện nhé. Nó cũng rất là mạnh cho các bác nhé. Đấy. Siêu mạnh luôn. Đấy, con quạt có 760W thôi nhưng mà hút thổi rất là mạnh các bác nhé. Đấy, con quạt hút số 2 các bác này, giá là 2.900.000 đồng một con này cho các bác nhé, 2.900.000 đồng. Đấy. Tiếp theo thì ở đây em có một cái con Eto các bác nhé. Eto cực kỳ khủng luôn. Con này nó phải nặng hơn 1 tạ các bác nhé. Nó hơn 1 tạ, cái cân của em 1 tạ thì nó quá 1 tạ nên mà không đo, không cân được chính xác là nó nặng bao nhiêu. Đấy, nó đưa vào khoảng 1 tạ 1, 1 tạ 2 gì đấy. Đấy. Một con này các bác nhé. Đây các bác có thể nhìn thấy tổng thể của nó nhé. Kích thước chiều dài của nó này, rơi vào khoảng là 66 đến 68 cm chiều dài nhá. Đấy. Rộng thì đây là em tính rộng đế nhá, cái đế của nó này, cái đế của nó từ bên này sang bên đây các bác nhá. Đấy, nó có những cái lỗ con ốc để các bác có thể là bắt ốc nhá. Bề rộng của nó khoảng 45 cm các nhá. Đấy, bề rộng là 45 và chiều cao ở đây nó khoảng là 23 cm này, 23 cm. Đây, cái miệng kẹp của nó còn rất là đẹp các bác nhá. Đây, hai cái mặt kẹp này còn rất là đẹp này. Đây, con này tháo trên cái máy phay lớn của máy công nghiệp đấy các bác nhé. Máy phay lớn của máy công nghiệp này, siêu to khổng lồ luôn. Đấy, con này thì hai đầu này sẽ có là hai cái đầu kẹp ở đây này các bác này, để các bác có thể là xoay này. Các bác có thể xoay ở bên đầu này này. Đấy, đầu này xoay nhá. Và đầu này cũng thế này, bác dùng ở lên các bác xoay để có thể kẹp vào kẹp ra nhá. Đây, em sẽ xoay cho các bác thấy này. Đấy. Đó, xoay cũng khá là nhẹ thôi. Không có gì là nặng nhá, nhưng mà chẳng qua là em phải xoay để một tí, em phải xoay lại một chút nhá. Đây. Đây, phải dùng một lực một chút, nhẹ nhẹ một chút thì nó mới đẩy được các bác nhá. Đấy. Xoay cũng rất là mượt và em cái này các bác về trao một chút mỡ bò vào đây nữa thì thôi. Em ru các bác nhá. Đấy, các bác cho thêm một chút mỡ bò vào cái phần xoay của nó thì là nó êm ru này. Đây, em đây, kẹp này còn khít kìn khịt các bác nhé. Đây, đây, cái lưỡi kẹp của nó còn rất là khít các bác nhé. Đấy, hai đầu thì các bác có thể là dùng bên này. Đấy, hoặc là dùng bên này đều kẹp được. Đấy.
đều kẹp được các bác nhé. Cái kích thước miệng lưỡi kẹp của nó vào khoảng là 20-25 cm nhé, 20-25 cm. Quay ra thì nó lại rất là lâu, thế nên mà đây quay ra nó sẽ như thế này. Các bác đợi em một chút nhé, hơi dài một chút cũng được, em sẽ quay ra hết cỡ để em cho các bác xem kích thước chính xác các bác nhé. Đấy, cái miệng của nó sẽ kẹp được bao nhiêu nhé. Đây, đến đây thì em thấy nó nặng nặng rồi thì thôi em đo luôn kích thước cho các bác nhé. Ở đây nó rơi được là 22 rồi. 22 cm nhá. Đấy, kẹp của nó 22 cm rất là to các bác này. Đấy, tình trạng của nó là trong nhà máy ấy, họ sơn. Đây. Họ sơn lên những cái sơn lớp sơn đi sơn lại ấy. Họ không đánh cái sơn cũ ra. Thế mà sơn đi sơn lại đâm ra là nó dày cái lớp sơn này. Mình về mình phải đánh lại nhá. Họ sơn đi sơn lại nên mà họ bịt mất cái đầu bơm dầu ở chỗ này rồi đây. Đây đây có một cái bầu đầu bơm dầu bơm mỡ vào cái khớp vòng bi đây nhá. Nhưng mà họ bịt mỏ sơn nhiều quá, nó chỉ còn cái đầu đây các bác nhìn thấy nhá. Nó chỉ còn cái đầu này thôi. Nhưng mà không bơm được dầu vào đây nữa rồi. Đấy mình về mình phải xử lý lại nhá. Đấy mình về mình phải xử lý xả cái sơn cũ đi này. Sau đó nhá. Sau đó mình lại sơn mới lên. Đấy các bác về sưu tầm những cái con Eto này rất là khủng luôn. Hàng siêu khủng các bác nhé. Đấy nặng hơn một tạ luôn. Đấy nặng hơn một tạ các bác nhé. Đấy bác về làm sưu tầm sửa chữa sơn xịt lại nhìn rất là đẹp luôn. Đấy tháo đi những con máy phay công nghiệp rất là lớn các bác nhé. Con này thì giá là 7.500.000 đồng các bác nhé. Con này thì có thương lượng các bác nhé. Đấy, các bác hợp ví tiền thì các bác có thể thương lượng với em. Đấy, em báo giá là 7.500.000 đồng con này cho các bác nhé. Tiếp theo thì ở đây em có những cái tấm nhôm chống trượt các bác nhé. Tấm nhôm chống trượt này. Đấy, một mặt thì nó sẽ là phẳng và một mặt thì nó có được dập lắm me nhé. Cái này là nó được không phải là dập mà nó là đúc nguyên khối ấy, đúc mặt lá me như thế này các bác này. Đấy. Vì đây một mặt bên dưới thì nó sẽ phẳng như thế này. Mặt bên dưới nó sẽ phẳng nhé. Còn mặt bên này thì nó tấm nhôm nó đúc nguyên khối mà. Nó đúc cái mặt thì hình lá me chống trượt như thế này này. Ở trên tấm nhôm nó sẽ có hai cái lỗ như thế này này. Một lỗ bên này và một lỗ bên đây các bác nhé. Đây. Đây và thêm hai cái lỗ ốc như thế này thôi. Tổng là có 2, 3 và 4 cái lỗ như thế này. Đấy, đây. Các bác nhìn thấy nhá. Một lỗ ở đây, một lỗ ở đây và hai lỗ ở đây. Các bác về có thể cắt ngang như thế này. Đấy, làm những cái bậc thang này. Hoặc là các bác có thể về làm cắt mong mỏng, làm những cái bậc lên của những cái xe tải, xe chở đồ các kiểu để chống trơn, chống trượt các bác nhé. Đấy, kích thước của nó này, chiều dài sẽ là 62,5 nhé. Cái chiều dài là 62,5 cm này. Chiều rộng ở đây sẽ là 56,5 này, 56,5 cm. Độ dày của nhôm nó sẽ là 6 mm nhé. Đây. Cả cái này là nó sẽ là 6 mm này. Còn nếu mà mình cái mặt nhôm không nó sẽ là 5 mm nhé. Còn cái lá me chống trượt này nó sẽ là dày 1 mm này. 1 mm các bác nhé. Đấy, đây, cái tấm nhôm chống trượt này. Đấy, số 1 các bác nhé. Tấm nhôm chống trượt số 1 này giá là 500.000 đồng một tấm cho các bác nhé. 500k một tấm cho các bác này. Cho các bác về có thể là chế cháo sử dụng làm những cái bậc thang hoặc là những cái vị trí mà chống trượt thì các bác có thể ốp những cái tấm nhôm này vào. Rất là ok các bác nhé. Không han rỉ ở khi ở để ở ngoài trời các bác nhé. Kích thước em đọc lại một chút này. Dài 62,5 này. Rộng 56,5 này. Và độ dày là 6 mm các bác nhé. Giá là 500.000 đồng một tấm này. Hàng này thì em có số lượng nhiều các bác nhé. Các bác mua 1, 2, 3, 5 tấm thì có thể inbox qua Zalo cho em nhé. Tiếp theo thì ở đây em có một con quạt hút cho các bác nhé. Quạt này là quạt của Nhật luôn. Quạt này là quạt của Nhật. Còn rất là mới các bác này. Đấy.
Hàng này hầu như là chưa sử dụng luôn, quạt rất là mới, còn nguyên cái túi bóng này các bác nhé. Đấy. À, trước tiên thì em đo kích thước luôn cho các bác nhé. Nó thuộc cái quạt như kiểu là quạt sò thôi. Này, nó quay ra đây, thổi ra đây. Nó giống như cái vỏ sò, vỏ ốc thôi các bác nhé. Đấy. À, kích thước này, chiều dài của nó sẽ là 51cm này. Chiều rộng ở đây là 49 nhé. Đấy, cái phần dài, cái phần dài nhất nó phải đo từ cái mép chỗ đây này. Đấy, từ cái mép này sang cái mép này nó sẽ là 60 các bác nhé. 60 và cái phần này nó sẽ là 48, 49 các bác nhé. 48cm các bác nhé. Cái phần đường kính của cái quạt không thôi nhé, nó sẽ là 42cm này. Đây là cái phần đường kính của quạt này. Các bác có thể tháo rời nhé. Các bác có thể tháo rời bằng 4 con ốc này. Hàng của Nhật nó thiết kế rất là hay. Các bác có thể tháo rời bằng 4 con ốc. Nếu mà hư hỏng thì các bác có thể thay rất là dễ dàng nha. 4 con ốc bác nhắc nguyên cái quạt ra. Còn cái lồng thì là vẫn giữ nguyên. Đấy. Các bác có thể thay quạt khác và lồng khác vào. Đấy. Đây là chiều quay này. Nó có ghi cái mũi tên chiều quay ở đây các bác nhé. Hướng chiều quay này. Đấy. Nó quay một cái mà quay rất là êm các bác nhé. Đây, đây là thông số quạt nhé. Đây. Thông số quạt đây các bác nhé. Đấy. Quạt này là quạt của Panasonic này. Các bác có thể tra mã này FI3CT2S này. Công suất ở đây là nó ghi là 150W nhé. Đây công suất trung bình 150W này. Ở đây này, nó có thể sử dụng bằng biến tần các bác nhé. Đấy, sử dụng bằng biến tần, sử dụng điện 200V này. Đấy, nếu mà 250Hz thì nó sẽ là 360W nhé. 60Hz sẽ là 411W này. Nếu mà các bác sử dụng điện 220V này, đấy là nó sẽ là 404W và 473W nhé. Đấy, ở đây là 220V này, max của nó sẽ là, đây là cái chênh áp, áp hút này, 27.8, cái này là cái áp hút và áp thổi các bác nhé. Cái này là tiếng Nhật này, mình không đọc được. Đấy, nó toàn tiếng Nhật thôi. Đấy, có sơ đồ đấu này, SRT các kiểu này. Đấy. Cái này là các bác có thể về chạy bằng biến tần hoặc là chạy tụ đều được các bác nhé. Hiện tại thì em lấy tụ test ra đây thôi. Em lấy tụ để em test quay cho các bác thôi. Còn các bác về có thể là sử dụng bằng biến tần này. Còn không, các bác nào không có biến tần thì các bác có thể bảo là để tụ cho anh sử dụng. Đấu tụ luôn cho anh sử dụng thì em sẽ đấu luôn tụ cho các bác sử dụng nhé. Ở đây thì em đã đấu tụ rồi. Đấy. Ở đây thì sẽ test qua cho các bác nhé. Test qua một chút về cái vấn đề chiều quay các kiểu nữa này. Đấy, cho các bác có thể là thấy nhá, nó quay rất là êm này, quay nhẹ một cái này, như thế là nó quay rồi đây các bác này. Đấy, đây, 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 em quay nhẹ cái cánh, như thế là nó quay. Đây, các bác nhìn thấy chậm chậm trên màn hình đúng không? Nhưng mà nó đang quay đấy, đang quay rất là nhanh ấy. Đấy, nó chưa dừng đâu, đây này. Đấy, như thế này là mới dừng này. Đấy, như thế này mới dừng này, em quay này. Cái này nó vẫn chưa là quay đấy, tại vì cái tần số nó khác nhau một chút, thế nên mà các bác nhìn thấy nó quay nhẹ nhẹ, nó vẫn đang quay, nó chưa dừng đâu các bác. Đây, các bác nhìn thấy nó vẫn đang quay nhá. Đây, đợi em một chút và em đang đấu cái điện. Đấy. Đây các bác nhé, nó quay rất là mạnh luôn, nó thổi rất là mạnh luôn các bác nhé. Cắm vào thì nó hơi ồn một chút, thế nên mà em rút ra thôi. Đấy, nó hơi ồn một chút các bác nhé. Nếu mà quạt với nó thổi khá là mạnh, miệng hút rất là lớn này. Đây, miệng hút lớn này. À, miệng thổi nó là kích thước ở đây này. Đây là miệng hút nhé. Đường kính của nó sẽ là 26 này. Còn miệng thổi của nó sẽ là kích thước là 23 nhân với là 11 nhé. 23 nhân với 11, cái hình chữ nhật đấy. Đấy. Bác nào cần con quạt này về chế cháo thì có thể inbox qua cho em nhé. Ở đây thì em có quạt hút, đó là mã số 1 các bác này. Đấy, quạt hút mã số 1 giá là 1.950.000 đồng một con các bác nhé. Đấy, hàng của Nhật. Đấy. Các bác nào về dùng biến tần hoặc dùng tụ đều được nhé. Dùng tụ thì có thể bảo em đấu tụ. Còn các bác nào dùng biến tần 3 pha thì 3 pha 220 hoặc 200 thì có thể sử dụng nhé. Nó thoải mái luôn sử dụng cho các bác này. Đấy, các bác về dùng biến tần thì nó sẽ bền hơn về dùng tụ các bác nhé. Đấy, mã quạt hút số 1 giá là 1.950.000 đồng cho các bác này. Tiếp theo thì em có một con tụ cho các bác nhé. Đây, tụ khá là to nhé, được làm bằng inox các bác. Đấy. Con này thì ở bên dưới này, nó sẽ có một cái lỗ ở đây. Nó có một cái lỗ ở đây nhé, và ở đây nó sẽ vát
xuống theo hình cái nón này. Ở đây thì có thể làm một cái bồn rửa các bác nhé. Đấy, bồn là một cái bồn rửa tay, toàn bộ nó sẽ làm bằng inox này. Ở bên dưới thì nó sẽ có bánh xe nhé. Ở bên dưới thì bốn góc nó sẽ có bốn bánh xe. Ở đây thì có cái cánh cửa để mở ra này. Đây là bên trong. Bên trong thì nó trống không thôi. Đấy. Bên trong là trống không thôi. Đấy, đây là cánh cửa bằng inox. Đó, hàng của công ty Hàn Quốc ra các bác nhé. Của Đông San Hàn Quốc ra này. Đấy. Toàn bộ được làm bằng inox. Đó. Rồi, kích thước của nó các bác nhé. Đấy, kích thước ở đây là chiều cao tổng thể này. Chiều cao toàn bộ nó sẽ là 1m4 nhé. Tính cả bánh nhé. Tính cả bánh xe này. Tính cả từ bánh xe lên đến phần vị trí chóp nóc này. Nó sẽ là 1m4. Đấy, cái chiều dài này. Nó sẽ là 1m nhé. Chiều dài từ đây sang đây là 1m. Và chiều rộng từ đây vào trong sẽ là 60cm. Đấy. Nếu các bác trừ bánh xe ra thì nó còn 1m3 rồi các bác nhé. Đấy, không tính bánh xe thì nó cao 1m3. Mà tính cả bánh xe thì nó sẽ cao 1m4. Rộng 1m và chiều dài 1m và chiều rộng là 60. Đấy, cao 1m4 đấy nhá. Đấy, ở đây thì có thêm một cái lỗ. Lỗ này nó khoảng 25cm các bác nhé. Đấy, các bác đợi em một chút, em sẽ đo kích thước. À, đường kính cái lỗ này nó là 25cm các bác nhé. 25cm. Đấy. Ở đây thì nó có một cái nắp bằng thép và có một cái tấm lọc này. Ở đây, ở đây. Đó. Ở đây thì các bác về có thể làm bồn rửa tay này. Đấy. Làm bồn rửa tay hoặc các bác về hàn thêm những cái móc ở bên trên. Làm những cái tủ nướng nhé, nướng đồ. Ở bên dưới thì các bác có thể làm một con quạt thổi ngược lên. Thổi than ngược lên cho nó cháy than ở bên trên. Bên trên các bác có thể làm những cái vỉ nướng che lên bên trên này. Đấy, thì các bác có thể làm những cái bếp nướng nhé, rất là đẹp. Đấy, được làm bằng inox. Đấy, full bằng inox các bác nhé. Đó, rất là đẹp. Đấy, inox này thì họ hàn từ những cái inox khung thôi. Đây, inox này nó sẽ là kích thước nó khoảng là 4x4 này. 4x4 nhé. Đấy, một tủ như thế này. Một tủ này thì nó sẽ nặng tầm khoảng gần 1 tạ các bác nhé. Đấy, nó nặng khoảng 1 tạ luôn ấy. Nó nặng khoảng 1 tạ, 97-98 cân kg gì đấy nhá. Đó. Rất là đẹp. Đó. Bác về có thể chế là những cái bồn rửa di động này. Đấy, hoặc là cái bếp nướng di động, rất là đẹp. Đó. Đây, hàng của Hàn Quốc ra, công ty Hàn Quốc ra các bác nhá. Đấy, ở đây thì em là cái tủ số 1 này, tủ inox số 1 này. Giá là 8 triệu rưỡi các bác nhé. Giá là 8 triệu rưỡi một cái nhé. Em có 2 cái nhé. 8 triệu rưỡi một cái, em có 2 cái y hệt nhau nhé. Đấy, bác nào mà được việc thì có thể inbox hoặc nhắn tin qua Zalo cho em nhé. Đấy. Em đọc lại kích thước nhé. Chiều cao là 1m4 này. Đấy, cái chiều dài này nó sẽ là 1m này. Và cái chiều rộng từ đây ra đây là nó sẽ là 60cm. Đường sau thì có cánh cửa để mở ra các bác nhé. Đó. Giá là 8.500.000 đồng một cái và em có 2 cái cho các bác. Tiếp theo thì ở đây em có những cái át 3 pha các bác nhé. Át 3 pha chống giật. Đấy, át 3 pha chống giật 300A. Có vẫn còn nguyên những cái tay vặn này. Cái cơ cấu vặn để không cần phải gạt. Gạt như này thì các bác dùng cả tay gạt thì nó rất là nặng nhé. Đây thì cơ cấu bằng vặn tay này. Có trợ lực bằng những cái lò xo như thế này rồi. Các bác vặn thì nó rất là dễ dàng nhé. Đây. Có đầy đủ ốc ác cho. Còn đầy đủ ốc ác cho các bác này. Đấy. Rất là nhiều những cái con ốc ác đầy đủ nhé các bác nhé. Đấy. Em sẽ để xuống này. Em sẽ lên cho các bác con át này. Đây. Át rất là mới và đẹp nhé. Em phải lót thêm một cái lớp bìa ở bên dưới để tránh bị xước sát này. Đây. Tem của nhó nhé. LCB này các bác nhìn thấy này. LCB nhé. Đây mã của nó là EPS403C 300A này. Hãng có LS Electric nhá. Made in Korea này, sản xuất tháng 7 năm 2012 các bác nhá. Sản xuất tháng 7 năm 2012 này, hàng rất là đẹp luôn đây. Hàng tháo trên máy xuống còn rất là đẹp cả trên cả dưới này. Đó. Nguyên siêu các bác nhá. Nguyên cái siêu của nó này. Đấy, át là át chống giật này. Át chống giật này 100 250 mA các bác nhá. Đây, rất là to và rất là đẹp luôn. Thì
và rất là nặng nữa các bác nhé. Em sẽ đo kích thước qua qua cho các bác này. Ờ, kích thước của em thì không thấy ở đâu cả, tôi không đo nữa các bác nhé. Đấy, nó rất là to, nó khoảng 25cm ở đây nhá, chiều dài, vì nó là 300A mà. Đây, 300A này. Đấy, sử dụng điện được cả 220V hoặc là 460V đều được nhá. 3 pha hoặc là 2 pha đều được này, 220V này. Và còn là 460V đều được này. 220V trên 250V này, 415 hoặc 460V này. Đấy, 1 pha hoặc 3 pha đều được các bác nhá. Đấy. Nó là 300A. Đấy, có đầy đủ những cái cụm vặn như thế này này các bác nhá. Đấy, áp 3 pha 300A có giá là 2.300.000 đồng một cái cho các bác nhá. 2.300.000 đồng một cái, đầy đủ ốc ác tay vặn các bác nhá. Đây, khi mà các bác để xuống cái này thì các bác phải cái tay vặn này, nó các bác phải đế, phải vặn xuống nhiều cái khác nữa các bác nhá. Đấy, các bác phải vặn xuống nhiều, xuống một cái đế hoặc là cái tủ điện nhá. Đấy, còn cái này thì cái nào nó cũng nhấc lên được thôi, vì đây là hai cái chốt này để vặn này. Đấy, các bác có thể vặn con át này. Đấy, on off rất là đơn giản nhá. Ở đây là đang là on hay là đang là off nhỉ. Đấy, các bác có thể vặn lên này. Đấy. Đấy, vặn lên này nhá. Cái này là cái cơ cấu chốt của cánh tủ nhá các bác nhá. Các bác muốn vặn lên thì các bác phải giữ chỗ đây này, giữ cái này này. Đấy, các bác muốn vặn lên này, các bác giữ cái này sang này. Đấy. Thế thì nó mới lên được các bác nhá. Nó mới lên mới xuống được các bác nhá. Đấy. Đấy, sau vặn xuống này, các bác dùng lực. Đấy, vặn xuống này, nó rất là mạnh luôn. Đấy, khi mà các bác tháo ra nhá, các bác rút ra này. Các bác dùng tay nhá. Các bác dùng tay các bác vặn nhá. Các bác dùng tay các bác để con át lên cũng rất là nặng nhá. Đấy, rất là nặng. Vì nó tận 300A mà. Đấy, ba con thì đều giống nhau nhá. 300A cùng một mã tháo trên cùng một tủ, rất là đẹp, xuống cho các bác nhá. Đấy, các bác ọp xuống này. Đấy. Đấy, rất là nặng luôn. Đấy, ở trong nhà máy thì họ có thêm một cái tay cần ra đây thì nó sẽ khỏe hơn nhá. Còn đây là mình gạt bằng tay thì nó sẽ là rất là yếu. Thế nên mà nó thiết kế thêm cho khi mình vặn bằng tay ấy thì có thêm cái khóa như thế này nhá. Đây, cái khóa vị trí này nó lại để là chốt cho khi là đang mở tủ điện thì cái khóa này sẽ không, anh em vặn và các bác vặn không sẽ lên được. Đấy. Còn khi mà các bác đóng cái cửa tủ, nó sẽ có một cái chốt để mở nó ra thì mình có thể vặn được các bác nhé. Đấy, rồi, ba con thì giống nhau, đều đẹp như nhau. Đấy, giá của nó sẽ là 2.300.000 đồng một con át 3 pha 300A các bác nhé. 3 pha 300A. Tiếp theo thì em xin giới thiệu với các bác một bộ cánh cửa số 2 các bác nhé. Đây, bộ cánh cửa này được dạng nhỏ một chút này, rất là đẹp nhé. Đấy, bộ này thì hai bên cánh này, ở đây là hai cánh hai bên nhé. Đấy, nó sẽ là mở hai cánh này, mở lật ra như thế này, xong lại lật tiếp ở đây này các bác nhé. Đó. Đấy, kiểu là mở cánh lật gấp, cánh gấp ấy. Đấy, vẫn có cái tay tay mở này, tay mở bằng inox này, vẫn có đầy đủ là những cái bộ bản lề này, có sẵn bản lề các bác nhá, có đầy đủ bản lề này, khung nhôm mặt bằng mica các bác nhá, khung nhôm mặt bằng mica, hàng tháo máy của Hàn Quốc, thế nên mà có những cái tem nhãn sticker của tiếng Hàn này, và có một bên là tiếng Việt để cảnh báo nhá, trong những cái tủ máy móc các bác nhá. Đấy, ở đây kích thước của nó nhá, em sẽ đo một cánh các bác nhá. Đây là kích thước một cánh này, là dài 57cm này. Đây, cái chiều dài của nó sẽ là 57cm nhé. 57, 57.5. Đấy, thì chứ làm tròn lại một chút, rồi các bác về có thể kiểm tra và làm tủ cho nó hợp lý các bác nhé. Đấy, chiều rộng này, chiều rộng ở đây thì như là chiều cao nhá. Ở đây thì đây là cái chiều cao của nó là 41 này. Còn cái chiều ngang như này này, chiều rộng nó sẽ là 57, 57.5cm các bác nhé. Đấy, đây là một bộ một cánh thôi nhá. Đây là một bên cánh này. À, các bác có thể là quay chồng lên hai cánh như này. Đấy. Quay chồng lên hai cánh như này là một cái tủ đứng nhỏ nhỏ như này, tủ bát đũa nhỏ nhỏ như này cũng rất là đẹp các bác nhá. Đấy, bát đũa hai tầng. Các bác có thể chồng dựng lên để mở một bên phía như này. Đấy. Cái này vẫn là có tay.
vẫn có tay đầy đủ các bác nhé. Đấy, chẳng qua là mình bóc cái tem này đi thì nó không thấy ngược nữa đâu. Mình bóc cái tem đi thì nó là thành xuôi các bác nhé. Đấy, đó là một cánh. Ví dụ nếu như các bác dựng lên như thế này này, thì em sẽ đo kích thước nhé. Dựng lên thì cái chiều rộng, cái chiều cánh này nó là vẫn là 57,5 này. Nhưng cái chiều cao, đấy, cái chiều cao của nó thì nếu mà để sát sàn sàn lại như thế này, để sát sàn sàn như thế này nhé, thì chiều cao của nó lên là 81,5, thì trừ khe hở đi là khoảng 82 các bác nghe. Các bác có thể có hai cách để làm cho những cái tủ rất là đẹp như thế. Đó. Rồi, ở đây thì là bộ cửa số 2 các bác nhé. Giá là 850.000 đồng này. 850.000 đồng. Đây là kích thước của một cái mặt cánh như thế này. Đây. Kích thước của một mặt cánh như này, 57 này. Nhân 44 nhân 2 nhé, cái chiều ngang này này là 57 này, chiều cao là 44 và độ dày là 2 cm do là nhôm nhé. Đấy. Giá là 850.000 đồng bộ cửa số 2 các bác nhé. Đây, các bác có thể ngó qua lại này. Đấy, các bác có thể dựng đứng như này hoặc là quay ngang lại làm cái tủ nằm cũng được các bác nhé. Tiếp theo thì em có một bộ cửa nhôm cho các bác này. Đấy, ở đây cửa nhôm này sẽ là kiểu cánh mở về một phía các bác nhé. Đây, đây có một cái tay cầm của nó này, nó sẽ mở như thế này. Đấy, sau đó cái đoạn này này, ở đây sẽ có bản lề, có nghĩa là lại gấp thêm một lần như thế này nữa nhé. Đấy, nó mở theo kiểu nửa cánh sang một phía, hai cánh sang một phía nhé, một cánh nhỏ và một cánh lớn. Đấy, đây các bác có thể nhìn tổng quan của cái cánh này. Đấy, ở giữa nó liên kết với nhau bằng cái bản lề nha các bác nhé. Ở kích thước của nó này, chiều dài là 1m38 các bác nhé. Đấy, chiều dài ở đây thì em gọi là chiều dài, nhưng mà thực chất của nó khi mà các bác dựng lên nó sẽ là chiều cao. Chiều cao là 1m38 các bác nhé. Chiều rộng của nó này, chiều rộng cả hai cánh nhé. Đây, cái phần chiều rộng cả hai cánh nó sẽ là 82 cm nhé. Chiều rộng cả hai cánh là 82 cm, 81,8 thì làm tròn lên 82, nó phải có một chút hở hở giống như cái đoạn này các bác nhé. Đấy. Vẫn ở đây thì cánh cửa này thì là vẫn là khung bằng nhôm nhá. Khung bằng nhôm, khung nhôm này là kích thước là 3,5 x 2 này. Đấy, thế nên mà độ dày của cánh này là 2 cm các bác nhá. Đấy, ngoài bên ngoài là khung nhôm, bên trong là mica trắng nhá. Mica trắng độ dày là 5 mm này. Ở hai cánh này có hai cái ô thoáng này, được che bằng inox này. Đấy, kích thước ô thoáng ở đây nó sẽ là 28,5 này. Chiều dài các bác nhá. Chiều rộng ở đây là 11 cm này. Đấy, mica ở bên trong này họ đã bôi một lớp silicone bên hông này, nhét vào cánh này ở đây các bác nhá. Có một chút silicone vào đây để cho kín nữa luôn các bác nhá. Bộ cánh này này thì sẽ có 3 cái bản lề, có nghĩa là đây 1 này, 2 và 3, 3 cái hàng bản lề này rất là chắc nhé. Ở đây thì có bản lề chờ ở đây này, các bác về có thể về bắt trực tiếp luôn vào cánh hoặc vào khung này. Đây có bản lề chờ các bác nhé, 3 cái đều hai bên. Tay nắm thì ở đây bằng inox này và nó âm vào các bác nhé. Các bác mở theo kiểu như em vừa bảo đó. Đây, các bác gấp vào như thế này, đây là mở một lần nhé. Xong cái đoạn này này, cái đoạn này là gắn vào bờ tường đúng không, các bác lại mở như thế này lần nữa này. Đấy, có kiểu nó kiểu là kiểu gấp các bác nhé. Hàng thao máy nên chắc chắn có một số vấn đề như xước sát này sẽ không tránh khỏi nhá. Ở trên cánh cửa này nó sẽ có một cái lỗ này, hai cái lỗ bé một chút ở đây này. Đấy, đã được khoan sẵn để lắp thiết bị thôi, nhưng mà không ảnh hưởng chút nào các bác nhé. Đấy, ở đây thì là bộ cửa nhôm số 2 các bác nhé. Bộ cửa nhôm số 2 này giá là 1.250.000 đồng các bác nhé. Đấy, em đọc lại kích thước này. Chiều cao là 1m38 này, chiều rộng là 82 này và độ dày là 2 cm, dày theo khung nhôm này. Bộ cửa nhôm số 2 giá là 1.250.000 đồng các bác nhé. Tiếp theo thì em có một bộ cánh cửa mà có những cái ô thoáng bằng lưới inox ở đây các bác nhé. Đây, có những cái ô thoáng bằng lưới inox này. Bộ này vẫn là khung nhôm này. Đấy, cánh cửa ở trong bằng mica và có tay nắm bằng inox các bác nhé. Vẫn đầy đủ bản lề, bộ này thì sẽ có 3 cái bản lề này vì nó khá là dài. Đấy, ở đây thì nó sẽ là chiều cao các bác nhé. Đấy, bộ này nó sẽ là chiều cao này. À,
chiều cao của nó là 1m38 này. Đấy, cái chiều ngang này đây là em tính cả hai cánh cho các bác nhé, chiều ngang cả hai cánh khi ghép lại nó sẽ là 71 cm đấy. Và độ dày thì vẫn là dày 2 cm cho là nhôm dày 2 cm các bác nhé. Đấy, ở bộ cánh này này thì ở cái cánh này thì không có gì cả, nhưng cái cánh này thì nó có một cái rãnh nhỏ nhỏ ở đây này. Đây đấy, rãnh họ cắt một cái rãnh nhỏ nhỏ ở đây các bác nhé. Đây, vừa để vừa ngón tay thôi, ngón tay không vừa các bác nhé. Đấy, đây ở dưới thì có hai cái tấm lưới ở đây này, hai cái tấm lưới thoáng ở đây này. Đó, kích thước của cái tấm lưới này nó sẽ dài, cái ô thoáng này nó sẽ dài là 18,5 này, rộng ở đây sẽ là 11 cm nha các bác nhé. Đấy, cái tấm lưới này nó cũng làm bằng inox. Đấy, ở đây thì có một cái nối dây điện ra này, cái này thì mình có thể tháo ra nhé. Tháo ra thì nó sẽ có một cái lỗ nhỏ ở đây nhé. Đây, cái này là cái đầu dây điện luồn qua đó. Đấy, qua cái chốt cửa bên ngoài thì cái này tháo ra thì nó sẽ có thêm một cái lỗ ở đây các bác nhé. Đấy, bên trên thì vẫn là những cái sticker của trong nhà máy, tiếng Hàn và tiếng Việt thôi. Rồi, ở đây thì là bộ cánh cửa số 4 các bác nhé. Bộ cánh cửa số 4 này giá là 1.200.000 đồng một bộ nhé. Bộ này thì kích thước này này, kích thước một chiều cao 1m38, rộng 71 và độ dày 2 này thì em có 3 bộ y hệt cho các bác nào cần 2-3 bộ nhé. Em có 3 bộ cánh cửa số 4 này, cao 1m38 này, rộng 71 và độ dày nó sẽ là 2 cm. Em có 3 bộ cho các bác nhé, 3 bộ giống y hệt nhau, kích thước y hệt nhau các bác nhé. Cho các bác nào về làm những cái tủ đứng ok này, các bác về làm thêm một mớ khung nhôm, xung quanh khung nhôm thì thầy làm thành những cái tủ, tủ bát, tủ đồ trang trí, tủ để đồ ở phòng khách cũng rất là đẹp các bác nhé. Đấy, rồi em đọc lại cái thước bộ cánh cửa số 4 nhé, giá là 1.200.000 đồng một bộ này. Em có 3 bộ, cao 1m38, rộng 71 và độ dày là 2 cm cho các bác nhé. Đây, các bác thấy ngó qua nhé, ngó lại một chút nhé. Tiếp theo thì em có bộ cánh cửa số 5 các bác nhé. Đây, vẫn là những bộ cánh cửa nhôm, hàng tháo máy. Đó, cánh cửa nhôm ở đây thì sẽ có là hai cái ô thoáng bằng inox này, ô thoáng có lưới bằng inox các bác nhé. Đấy, vẫn là những cái khung nhôm, bên trong sẽ là mica dày 5mm, có những cái tay nắm bằng inox này, còn những cái tay nắm bằng inox nhé. Bên ngoài thì vẫn có những cái bản lề nhé, có những cái bản lề này. Đấy, có những cái bản lề như thế này này. Đó, ở bộ cánh cửa này thì ở đây thì nó có một cái rãnh nhỏ nhỏ này. Đây, có một cái rãnh bằng vừa bằng ngón tay, dài khoảng 10 cm ở đây các bác nhé. Đây, ở đây thì họ lắp những cái chốt khóa thôi. Họ lắp những cái chốt khóa này. Ở đây thì họ có một cái luồn dây điện để luồn khóa ra ngoài, luồn cái dây điện. Khi mà mình tháo ra thì nó cũng sẽ có một cái lỗ bằng cái ngón tay các bác nhé. Đấy. Đây, vẫn còn băng keo, băng dính và rất là nhiều ấy của trong nhà máy ra thì chưa tháo hết đây các bác này. Đấy, rất là đẹp các bác nhé. Kích thước của nó này, chiều cao ở đây là 1m38 các bác nhé. Chiều cao là 1m38 này. Chiều ngang hai cánh có nghĩa là tổng hai cánh sẽ là 91 cm nhé, 91 cm tổng cả hai cánh. Độ dày thì vẫn là 2 cm, là dày theo khung nhôm. Độ dày theo khung nhôm các bác nhé, là 2 cm. Đấy, cái tay thì tay âm ở bên trong rồi, rất là gọn này. Đây, cái tay ở đây thì âm ở bên trong này. Các bác thấy không? Âm ở bên trong thì rất là gọn nhé, các bác sẽ móc vào để kéo ra. Ở đây thì kích thước cái ô thoáng bằng inox này, nó sẽ là dài là 28,5 này, rộng ở đây là 11 cm các bác nhé. Đấy, ở đây bộ cánh cửa số 5 các bác nhé, giá là 1.300.000 đồng bộ cánh cửa số 5 này. Đấy, chiều dài, chiều cao là 1m38 này. Đấy, chiều rộng cả hai cánh là 91 nhé, và độ dày cánh là 2 cm. Đây, các bác có thể xem lại qua một chút. Đấy, cái tổng quan của hai cánh này, đây em quay như thế này thì các bác có thể xem được tổng quan của hai cánh nhé. Đây, vẫn còn những cái băng keo niêm cấm, niêm phong, vỏ tay các kiểu vào đây này. Đấy,
hàng đầy đủ bản lề ba cái bên, ba cái một bên cho các bác nhé. Đây, đầy đủ bản lề cho các bác, tay nắm cho các bác. Đấy, em đọc lại kích thước một chút nhé. Bộ cánh cửa số 5 này giá là 1.300.000 đồng một bộ, em có một bộ thôi các bác nhé. Kích thước chiều cao của nó là 1m38 này, chiều rộng có nghĩa là cả hai cánh nhé là 91, và độ dày cánh khung nó sẽ là 2cm các bác nhé. Tiếp theo thì ở đây em có một bộ cánh cửa nữa các bác nhé. Cánh cửa này thuộc cánh cửa gấp này, có nghĩa là gấp từ cánh này sang này và lại gấp tiếp đó. Các bác về có thể là tách hai cánh lại là một bộ khung cửa được các bác nhé. Tại vì cánh này thì hai cánh nó sẽ kích thước bằng nhau, thế nên các bác có thể là tách hai cánh thành hai cánh riêng biệt, không gấp nhé. Ở đây hiện tại là nó đang gấp này, có bản lề ở giữa này, các bạn lề ở giữa đây các bác nhé. Đấy, thì ở đây thì em đã tháo sẵn ra đây rồi để cho các bác thấy này. Đấy, có nghĩa là nó đang kết nối lại với nhau như thế này. Còn các bác muốn muốn tách riêng ra cũng được thôi, các bác về tách riêng hai cánh lại vì kích thước của nó y hệt nhau các bác nhé, kích thước y hệt nhau. Đấy, vẫn có đầy đủ ba bản lề ở đây này, ở đây cũng có ba bản lề nhé. Cái này thì em tháo em chưa kịp gắn vào nhé, sẽ có đầy đủ bản lề cho các bác nhé. Đấy, kích thước của nó này, chiều cao của nó này sẽ là 86cm nhé. Chiều cao cánh là 86 này. Chiều rộng cánh này, chiều rộng cánh là 1m04,5 104,5cm các bác nhé. Độ dày là 2cm. Nó là cái khung nhôm định hình là 3,5 x 2 nhé. Thì đây, em sẽ đo kích thước này. Đây, cái chiều rộng của nó là 104,5 này các bác này. Đấy, các bác chưa trừ hao rồi các bác nhá. Đấy, có là lên 105 đi, 105 để hoặc là 104, 105 như này thì các bác có thể trừ khe hở ra một chút để các bác có thể lắp cho nó vừa vặn các bác nhá. Đấy. Đấy, hai cánh thì là bằng nhau các bác nhá. Đây, mỗi cánh nó sẽ là 52,3 này. Đấy, con này nó cũng thế. Hai cánh thì kích thước như nhau các bác nhá. Hình thức như nhau. Đấy, ở khung nhôm mặt mica này. Và có lỗ thoáng ở đây nhá, có lỗ thoáng ở dưới nhá. À, cái con này thì nó có bị xước ở đây một chút các bác này, do em để trên vận chuyển những cái cánh nó va chạm với nhau, nó bị xước một chút ở đây này. Ở bên này cũng thế này, ở bên này bộ này thì nó bị xước một chút các bác nhá. À, đây, còn lại là rất là ok, còn lại là rất là đẹp các bác nhá. Này, bộ cửa số 8 các bác nhá, kích thước chiều cao hoặc cửa này là 86cm này, chiều rộng là 1m04,5 này, và độ dày là 2cm, giá là 1.000.000 tròn các bác nhé. À, bộ này thì em có hai bộ cửa y hệt như nhau này. Đấy, các bác có thể về là gấp, đấy, mở cửa gấp này, gấp như thế này, xong rồi mở cửa bên kia, hoặc là các bác có thể tách ra hai cánh, là mở khép hai cánh ra các bác nhé. Đấy, rất là tiện dụng, các bác có thể là có hai cái phương án để các bác có thể sử dụng bộ cánh cho nó hợp lý. Đấy. Rồi, các bác có thể lướt qua lại một vòng nha, em đọc lại kích thước cho các bác nhé. Bộ cửa số 8 này giá là 1.000.000 một bộ như thế này, em có hai bộ các bác nhé. Đấy, chiều cao bộ cánh sẽ là 86cm, chiều rộng này là 1m04,5 và độ dày là 2cm các bác nhé. Tiếp theo ở đây thì em có rất là nhiều ốc cho anh em nhé. Ở đây thì em có những con ốc lộn xộn này, ốc từ M2, M3 đến M8 sẽ lẫn một vài con M10 nữa anh em nhé. Sẽ giá là 80.000 đồng 1kg nhé. Đây, ốc thì ốc bằng thép anh em nhé. Nhiều khi nó sẽ lẫn một vài con, nó sẽ là ốc inox ở đây này. Đây, nó sẽ lẫn một vài con nhé. Đấy, đa số là bằng thép anh em nhé. Ốc bằng thép và sẽ lẫn những con EQ, con lông đèn như thế này này. Đấy, nó sẽ lẫn những con lông đèn. Đấy, to nhỏ lẫn lộn anh em nhé. Cái này là em bốc xô. Đấy, nên mà không ngồi chọn rất mất thời gian anh em nhé. Đấy, cái này là bốc xô cho anh em nhé. Đây, đấy, nó sẽ có lẫn những cái con ốc inox này. Đấy, mình nhìn là mình biết là những con nó sẽ ốc inox, nhưng mà sẽ không ngồi nhặt rồi nhé, ngồi nhặt rất là lâu vì bên em đây có riêng ốc inox ở đây cho anh em rồi. Đấy, rồi những ốc lộn xộn của hàng ốc thép anh em nhé. Đấy, hàng sạch sẽ nhé, sạch sẽ này, không han rỉ nhé. Giá là 80.000 đồng 1kg cho anh em nhé. 80.000 đồng 1kg loại ốc lộn xộn này. Đấy. Tiếp theo thì ở đây thì em có ốc inox nhé. Ốc inox thì nó sẽ là giá là
100.000 đồng 1 kg nhé. Nó cũng lộn xộn từ M2 đến M6, M7, M8 gì đấy. Đấy, nó ốc lộn xộn nhé. Nhưng mà nó lại lẫn một vài con ốc thép nhé. À, lâu lâu nó sẽ lẫn một vài con anh em nhé. À, chắc chắn là nó sẽ không sạch sạch được 100%. Nó chỉ được 98-99% thôi. À, chắc chắn là sẽ lẫn được một vài con. Không may nó lẫn một vài con anh em nhé. Đấy, ốc inox nhé. À, giá là 100.000 đồng 1 kg. À, ốc inox thì họ đa số thì sẽ làm bằng ốc 201 là nhiều anh em nhé. Đó. Tiếp theo ở đây thì em có loại ốc một kích cỡ này bằng thép nhé, ốc M8 nhé. Đấy, cái loại này là ốc một kích cỡ này, ốc M8 này có giá là 80.000 đồng 1 kg này. Đấy. Ở đây thì nó cùng một kích cỡ là M8 và chiều dài toàn bộ của nó sẽ là 2,8 cm nhé. Đây, chiều dài toàn bộ của nó sẽ là 2,8 cm nhé. Còn mình cái phần gen này, nó sẽ dài là 2 cm nhé, 2 cm phần gen. Đấy, đây là ốc M8 anh em nhé. Ốc M8 sẽ có giá là 80.000 đồng 1 kg nhé, 80.000 đồng 1 kg. Đấy, các loại này chỉ có một loại này và chiều dài y hệt như thế anh em nhé. Ốc M8, 80.000 đồng 1 kg. Tiếp theo thì ở đây thì em có ốc lục giác. Đấy. Ốc lục giác nhưng nó là thuộc dạng màu đen nhé, bằng thép và anode màu đen nhé. Nó được anode màu đen. Đấy. Và nó vẫn lẫn những con ê lông đen này. Nó lẫn rất là nhiều những con lông đen như thế này nhé. Đấy. Ốc lục giác màu đen này, giá là 40.000 đồng 1 kg nhé. Nó bằng thép thôi, nhưng là nó màu đen, nhìn nó sẽ lộ ra những cái vị trí mà bị han rỉ anh em nhé. Đấy. Hàng thì cũng sạch sẽ. Vẫn có tỷ lệ nhé, vì tại vì là ốc đen nên mà chỗ han thì nó sẽ nhìn rất là dễ như này này, chắc chắn là sẽ có những con bị han rỉ như trên hình anh em nhé. Đấy, ốc vẫn là lộn xộn từ M2 đến M8 sẽ lẫn một vài con to hơn nhé. Đấy, đa số là ốc ngắn một chút thôi anh em, về sử dụng chế cháo đồ nhé, giá là 40.000 đồng 1 kg ốc lục giác đen này, ốc lộn xộn nhé. Tiếp theo này, ở đây thì em có những cái con lùa hoặc gọi là con EQ này, những con lùa trong những cái thanh nhôm định hình nhá. Đấy. Lùa này thì cũng là thuộc dạng cho những cái thanh nhôm định hình kích thước là 4x4 anh em nhá. Kích thước là 4x4. Đấy. 4x4 hoặc là lớn hơn anh em nhá. Đấy. Đây, nó chỉ là thuộc dạng cái chốt như thế này thôi. Đấy. Lùa vào trong những cái thanh nhôm để có thể là bắt cố định những con ốc anh em nhé. Đấy, giá là 100.000 đồng 1 kg nhé, 100.000 đồng 1 kg loại như thế này. Đấy. Mã EQ nhé, giá là 100.000 đồng 1 kg cho anh em nhé. Tiếp theo ở đây thì em có những con lùa này, con lùa cho thanh nhôm định hình kích thước 4x4 anh em nhé, kích thước 4x4 nhé. Đấy, ở đây thì rất là nhiều những cái lỗ ốc nhé. Và cái này là em bóc xô anh em nhé. Ốc này có M4, M5, M6, M8 anh em nhé. Có M4, M5, M6, M8 này. À, đúng rồi, M4, M5, M6, M8 bốc xô cho anh em nhé. Anh em về gắn những con lùa vào những thanh nhôm định hình kích thước 4x4 nhé. Đấy, lùa nhôm 4 này, nó sẽ có giá là 130.000 đồng 1 kg nhé. Những con lùa của thanh nhôm định hình kích thước 4x4 anh em nhé. Giá là 130.000 đồng 1 kg cho anh em. Tiếp theo thì có những cái bộ ke góc nhôm cho thanh nhôm định hình kích thước 4x4 nhé. Ke góc nhôm cho thanh nhôm định hình kích thước 4x4 này. Đấy. Kích thước của nó thì bản rộng nó sẽ là 3,5 cm này. Chiều này là rộng 3,5 này. Đấy, chiều này là 4 và chiều này cũng là 4 cm nhé. Ở giữa thì nó sẽ có một cái ngấn như này vô lên để nó nằm vào giữa cái thanh nhôm định hình anh em nhé. Đấy. Giá là 100.000 đồng 30 cái ke góc nhôm 4 nhé. Ke góc nhôm 4 sẽ có giá là 100.000 đồng 30 cái nhé. Anh em mua hàng thì có thể chụp ảnh này, gửi hình qua Zalo cho anh em nhé, cho em nhé. Và có thể là gọi điện qua số điện thoại em để dưới góc màn hình nhé, hoặc là nhắn tin đều được. Anh em gọi điện, nhắn tin hoặc gửi hình qua Zalo, số điện thoại là 0353730000 anh em nhé. Đấy, ke góc nhôm 4 sẽ có giá là 30 cái 100.000 đồng 30 cái 100.000 đồng. Đấy. Anh em mua hàng, tất cả các loại ốc này anh em có thể chụp ảnh này. Đấy, anh em có thể chụp ảnh nhé, gửi hình qua Zalo này, hoặc
anh em có thể nhắn tin này, gọi điện trực tiếp qua số điện thoại là 035 373 0000 giúp em nhé. Đấy, anh em đang theo dõi video thì cho em xin một like, một đăng ký kênh để ủng hộ nhé. Đấy, video hôm nay thì em xin phép kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo anh em nhé.